Bởi vì Long Cốc ngay tại Đông Vực, thiên đình đại phủ cận lượn quanh một vòng, đem rất nhiều tộc đàn đều nhanh nhanh cho thu vào. Giang giật đã từng là Đông Vực Phương, bạo Long tộc hạn bạt tộc các loại trở yêu tộc đi theo Giang giật đánh qua thiên hạ, Kha Lộng ảnh tự nhiên đối bọn hắn phi thường chiếu cố. hao tốn một ngày rưỡi thời gian, Kha Lộng ảnh tại Đông Vực lượn quanh một vòng, đem Đông Vực đại tộc gần như đều thu vào. Kha Lộng ảnh không dám tiếp tục dừng lại bởi vì toàn bộ đông vực bầu trời đều xuất hiện vết nứt không gian, nhìn phi thường dọa người thiên đình năng lượng cũng không có bị giang giật hấp thu quá nhiều, chỉ ít có thể chống đỡ được hạ vũ công kích một hai ngày gì gì đó. Chẳng qua nếu như một cái lớn như vậy giới diện sụp đổ, khủng bố như vậy không gian vặn vẹo lực có thể hay không chịu nổi, vậy liền ai cũng không biết. Kha lộng ảnh không dám mạo hiểm, khống chế thiên đình bay thẳng hang không đáy. Nàng quyết định mặc kệ hang không đáy bên ngoài tụ tập bao nhiêu yêu tộc, chỉ đem hang không đáy phụ cận yêu tộc thu vào đi, sau đó lập tức rời đi thiên yêu giới. Nàng trên đường đi phàm tao ngộ yêu tộc tộc đàn đều ném vào thiên đình thứ nhất thứ hai ba tầng. Đại nửa ngày về sau, thiên đình đã tới hang không đáy, hang không đáy phụ cận tụ tập đếm không hết yêu tộc, rất rất nhiều, ít nhất có mười mấy ức. Ảnh phu nhân, đem những này yêu tộc thu sạch đi vào, còn lại. Cũng đừng quản, thiên phượng đại đế thần nghe đại đế dò xét thoáng cái, phát hiện yêu tộc đại tộc gần như đến toàn bộ. Mặc dù rất nhiều đại tộc chỉ là tới một chút cao tầng, đoán chừng chủng tộc đại quân còn tại đằng sau, nhưng không quản được nhiều như vậy. ong ong ong, kha lộng ảnh liên tục không ngừng thu nhập yêu tộc đại quân cũng không thu xếp tùy ý ném vào thứ nhất thứ hai ba tầng để bọn hắn chính mình chen thành một đống. suy suy, đại nửa ngày về sau, nơi chân trời xa từng đạo vết nứt không gian dọc theo mà đến mạnh nhanh truyền âm vang ở nội điện. được rồi, khác đừng thu, còn không đi, các ngươi đều đi không được. yêu tộc thu gần hai mươi mấy ức, bên ngoài còn có vài ức, địa phương còn lại đoán chừng còn có hơn một tỷ kha lộng ảnh cắn răng khống chế thiên đình hướng hang không đáy bay đi thiên phượng đại đế truyền âm vang vọng khắp nơi không muốn chết lập tức nhảy vào hang không đáy dầm 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 tại thiên đình biến mất tại hang không đáy nửa sau canh giờ nơi chân trời xa từng mảnh từng mảnh sụp đổ toàn bộ thiên yêu giới thiên địa linh khí dị thường nhiễu loạn phong vân biến sắc thiên địa rúng động còn chưa kịp đào tẩu yêu tộc toàn bộ một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng lần này là thật trời muốn sập a à, tận thế hàng lâm Chương 2095, tiên vực người tới. Thiên hoàn toàn chính xác sập, thứ này không phải sức người có thể vãn hồi. Một cái giới diện sụp đổ, liền xem như Cửu Dương Thiên Đế tại thế cũng không có cách nào đi vãn hồi. Thiên giới cường giả nói là thần, kỳ thật thần cũng là tương đối cường đại một nhóm người thôi, liền trường sinh bất tử đều không được, này làm sao có thể gọi là chân chính thần đâu. Coi như đạt tới Cửu Dương Thiên Đế minh đế cảnh giới, hủy đi một cái bí cảnh là có thể đem các đại giới diện công kích đến sơn hà phá toái, để đại sơn sụp đổ, để nước sông ngược dòng cái này cũng có thể làm đến. Nhưng đưa tay ở giữa giới diện sụp đổ, thiên băng địa liệt, đây chính là bất luận kẻ nào đều không thể làm đến. Bất quá hôm nay Giang Giật có thể nói làm được, hắn một cái tự bạo để so thiên linh giới còn muốn lớn thiên yêu giới sụp đổ. Thiên đình đã sớm chưa từng ngọn nguồn động bay ra, giờ phút này bay khỏi hang không đáy phương nam ngàn vạn dặm. Rất nhiều yêu tộc nhảy ra hang không đáy, truyền tống tới bên ngoài, giờ phút này chính hướng phương nam hoảng sợ cuồng bay. đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá chậm, giờ phút này chỉ là phi hành mấy chục vạn lý. âm 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 âm, hang không đáy phương hướng, đột nhiên truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng nổ. những cái kia yêu tộc hoảng sợ hướng hồi trở lại nhìn thoáng qua, lại thấy được để bọn hắn kinh hãi vạn phần hình tượng vùng hư không kia từng mảnh từng mảnh xé rách, từng mảnh từng mảnh sụp đổ, lóm xuất hiện từng cái to lớn không gian hắc động, tiếp lấy cuồng bạo hấp lực truyền đến sở hữu trốn tới yêu tộc lần nữa bị khủng bố hấp lực hút vào. Dầm dầm dầm, không chỉ là một chỗ, phụ cận phương viên trăm vạn lý hư không đều xuất hiện không gian hắc động vết nứt không gian, thiên địa kịch liệt chấn động. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí ba động không ngớt, phóng xạ phương viên một tỷ vạn lý, tự không ngớt hồng giới phụ cận ẩn núp trinh sát đều có thể cảm ứng được bên này ba động. Cái này, kha lộng ảnh khống chế thiên đình đứng tại giữa không trung, thiên yêu giới bản tại tu di không gian bên trong, bên trong sụp đổ, bên ngoài thế mà cũng có thể có như thế minh mông thanh thế quá dọa người. bất quá ngẫm lại thiên yêu giới so thiên linh giới còn muốn đại không sai biệt lắm là thiên cương giới cỡ như vậy. giống như thiên cương giới sụp đổ chỉ sợ sau so cái này thanh thế còn muốn lớn mấy lần a à dù sao thiên yêu giới không có ở hư không bên trong mà là tại tu di không gian bên trong. giang giật kha lộng ảnh nhìn qua phương bắc còn tại ba động không gian thân thể mềm mại rung động một cái giới diện đều sụp đổ giang giật ở bên trong còn có thể sống sao? cũng không đúng giang giật nhục thân các nàng tận mắt thấy bạo liệt kia không trung đầy trời bay là tả huyết nhục là không làm được giả một người nhục thân hủy đi làm sao còn có thể sống nhưng thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế còn sống thiên đình vẫn là giang giật cái này lại giải thích thế nào đâu kha lộng ảnh không nghĩ ra nội điện bên trong thiên phượng đại đế thần nghe đại thần thiên hàn vương điện sát phương mỹ ảnh vương toàn bộ đều không nghĩ ra đại gia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt thất thố Tìm Mạnh Nanh đại nhân, Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ, chỉ có đi tìm Mạnh Nanh. Nàng làm cho tất cả mọi người an tâm chớ vội, lại dò xét thoáng cái thứ nhất thứ hai ba tầng yêu tộc, xác định không có vấn đề lớn về sau, truyền tống đi cái kia tiểu thiền điện. Mạnh Nanh đại nhân, Kha Lộng Ảnh sau khi đi vào, phát hiện Mạnh Nanh chính nhắm mắt ngồi xếp bằng vội vàng cung kính hành lễ. Mạnh Nanh con mắt tại thời khắc này mở ra, lại là không có xem Kha Lộng Ảnh, mà là ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Hỏng bét, tiên vực người đến. Mạnh nanh đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng mà hậu thân con đột nhiên truyền tống ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang hướng bắc mới bay đi. Tiên, tiên vực người tới. Kha lộng ảnh thân thể mềm mại lần nữa run lên, coi là nghe lầm, nháy nháy mắt xác định chính mình không nghe lầm, trong lòng lúc này mới nhắc lên kinh đào hải lãng. Tiên vực tồn tại, kha lộng ảnh cũng không phải là rất xác định, giang giật cũng không có cùng nàng nói quá nhiều. Chỉ nói là mạnh nanh có thể là trong tiên vực linh thú, Mạnh nanh nói tiên vực người đến vậy nói rõ có một cái chân chính thượng tiên hàng lâm còn rất có thể là. Bởi vì giang giật, giang giật kinh động đến thượng tiên, kha lộng ảnh miệng nhỏ tấm đến lão đại, cũng không biết là phúc là họa không biết xem mạnh nanh sắc mặt, rất có thể là tai họa. Chẳng lẽ giang giật hủy đi giới diện, xúc phạm thiên quy? Kha lộng ảnh nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi, nếu quả như thật xúc phạm thiên quy, thượng tiên giận giữ giang giật coi như tự bảo không chết, cũng sẽ bị thượng tiên trực tiếp chém giết ha hy vọng mạnh nanh đại nhân có thể bãi bình việc này. Kha lộng ảnh chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, giờ phút này bọn hắn là cái gì đều không làm được, chỉ có thể ỉ vào mạnh nanh. Hưu, bên kia mạnh nanh nhanh chóng bay đi, tốc độ đạt đến cực hạn, tốc độ của hắn quá nhanh. Chỉ là mấy cái chớp mắt tựu đã tới còn tại sụp đổ hư không phụ cận, hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra đạo đạo hắc mang, bắn thẳng đến không gian hắc động bên trong, ánh mắt lại là một mực chịu lấy hư không bên trên. Ông, hư không bên trên, một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó xuất hiện một đạo kim sắc nhàn nhạt đại môn tiếp lấy một thân ảnh từ bên trong lấp lánh mà ra mạnh nhanh tại lúc này đình chỉ phóng thích hắc mang cung kính sừng sướng ở trong hư không trên không cửa lớn màu vàng óng biến mất đi ra một người mặc kim bào nam tử cái này nam tử nhìn cũng không hề có chỗ thần kỳ cùng phổ thông một cái đại gia tộc tộc trưởng không sai biệt lắm cũng không có bất kỳ cái gì khí thế khủng bố duy nhất khác biệt người này mi tâm có cái kim tinh trong con người thần sắc có chút cao ngạo, ánh mắt liếc nhìn bốn phía đều là ở trên cao nhìn xuống. Kim bào nam tử liếc nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại mạnh nanh trên thân, trên mặt hắn lộ ra một tia có chút kinh ngạc, sau đó lạnh băng băng mở miệng nói, người thế nhưng là chấn thủ bắc điện linh thú, xanh giữ tợn thú. Mạnh nanh phi thường cung kính không người hành lễ nói, hồi hình sử đại nhân, tại hạ mạnh nanh, đích thật là chấn thủ bắc điện linh thú. a à, bản xứ nhớ rõ ngươi xúc phạm thiên quy bị phạt cầm tù trăm vạn năm ngươi lại có năng lực phá vỡ hỗn độn lao tù. Hình sử đại nhân lạnh lùng gật đầu nói một câu, sau đó chỉ vào xa xa không gian hắc động nói, đây là có chuyện gì cái này giới diện làm sao lại sụp đổ là ngươi làm. Đại nhân nói đùa, mạnh nhanh cười khổ chắp tay nói, tại hạ chút thực lực ấy. Làm sao có thể để giới diện sụp đổ mà lại tại hạ là mang tội chi thân, sao còn dám xúc phạm thiên quy tại hạ cũng là tại phụ cận tiêm tu, phát hiện bên này có dị động lúc này mới tới xem một chút, tình huống cụ thể cũng không phải là hiểu rất rõ. Cũng thế, hình sử đại nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói, bằng vào ngươi cùng thế giới này sinh linh, hoàn toàn chính xác không có năng lực làm được, vậy cái này giới diện tại sao lại sụp đổ, còn dẫn đến thế giới này thiên địa pháp tắc có chút hỗn độn. Mạnh nhanh con mắt màu đen đi lòng vòng, lần nữa chắp tay nói, hình sử đại nhân, cái này giới diện tại tu di không gian bên trong, hẳn là không thế nào ổn định đi. Thuộc hạ vừa mới đang điều tra đâu, còn không có phát hiện vấn đề, thiên địa pháp tắc ngược lại là cũng không tính hỗn độn, chậm rãi liền có thể khôi phục. Ừm, hình sử đại nhân nhẹ gật đầu không nói gì, không bằng hắn trong thân thể phúc tràn ra một đạo thanh phong, cái này thanh phong vô thanh vô tức hướng bốn phương tám hướng phúc tán, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt tự phúc tản ức vạn lý, tiếp lấy tiếp tục phúc tán, 1 tỷ vạn lý, chục tỷ vạn lý, trăm tỷ vạn lý. Ừ, minh giới minh đế thành nội ở giữa nhất minh thần lâu đài bên trong, hạ vũ con mắt đột nhiên mở ra, Nàng cảm ứng được hình sử đại nhân thần thức dò xét, bất quá hình sử đại nhân thần thức quá cường đại, chỉ là quét qua đã thu trở về. Mạnh như vậy thần thức chẳng lẽ là trong tiên vực người. Hạ vũ đôi mắt đẹp lấp lánh, cái này thần thức nàng vô cùng lạ lẫm, tuyệt đối không phải hồng mông thế giới cường giả, mà lại như thế cường đại, chỉ có trong tiên vực người có thể giải thích. chương 2096, ta muốn trùng sinh. Hiu, hạ vũ nghĩ nghĩ, thân thể lập tức bay vụt mà lên, thần thức một mực truy tung hình sử đại nhân thần thức, muốn cùng hình sử đại nhân liên hệ với. Dù sao tiên vực đại nhân vật giống như có thể cấu kết lại, đối với nàng có chỗ tốt cực lớn, nàng thế nhưng là vẫn muốn mở ra cái này tiên vực chi môn. Đáng tiếc, hình sử đại nhân căn bản không có phản ứng hạ vô ý tứ, thần thức nhanh chóng thu hồi, hắn tại toàn bộ hồng mông thế giới quét một vòng, ánh mắt nhìn về phía mạnh nanh nói ra, thế giới này không có gì cường giả, xem ra đích thật là không gian không ổn định. Mạnh nanh người tiếp tục dò xét dưới, nếu có tình huống có thể lên báo. Còn có, đã ngươi ra hỗn độn lao tù, đây cũng là bản lãnh của ngươi, tuyệt đối không thể làm loạn, nếu không thiên quy ngươi cũng biết. Mạnh nanh cung kính gật đầu nói, mạnh nanh tinh tường, tuyệt đối sẽ không làm loạn, cùng tiến hình xử đại nhân. hưu hình xử đại nhân tiện tay vung lên, hư không bên trên xuất hiện lần nữa một đạo cửa lớn màu vàng óng hắn thân thể bắn thẳng đến đi vào, cửa lớn màu vàng óng biến mất, khắp nơi khôi phục bình tĩnh. Hô hô, mạnh nanh chờ giây lát, lúc này mới thở ra một hơi thật dài ánh mắt của hắn nhìn qua nơi xa còn tại có chút ba động không gian, thì thào tân thiệt thòi ta phản ứng nhanh, nếu không lần này giang giật liền muốn thật thần hồn câu diệt. Giang giật A, à, giang giật, bản tọa giúp ngươi che giấu khí thức cùng chân tướng, cũng coi là báo đáp ngươi giải khốn tri ân, bản tọa thế nhưng là bốc lên bị phát hiện chu sát nguy hiểm A. À. Mạnh nanh kinh ngạc đứng một hồi, ánh mắt lại nhìn về phía phía trước vô số không gian hắc động bên trong, kinh nghi thì thào, tiểu tử này đến cùng đang làm gì tự bạo không chỉ có không chết, còn có thể đem một cái giới diện cho làm sụp đổ đều kinh động hình sử đại nhân, cái này sợ là không đạt tới thượng tiên thực lực không cách nào làm đến a à a. À. Tiểu tử này là một cái quái thai, nói không chừng thật có thể mở ra tiên vực chi môn, bản tỏa cũng có thể đi theo trở lại tiên vực. Mạnh nanh hơi có chút hưng phấn lên, trước đó giang giật hấp thu hỗn độn chi khí, cảnh giới cũng không có quá lớn tăng lên. Tại mạnh nanh xem ra giang giật có thể đi lối rẽ, xem ra tiểu tử này có thể sẽ mang đến cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đáng tiếc, mạnh nhanh cũng vô pháp dò xét đến giang giật ở đâu, hắn đang làm gì, cụ thể là tình huống như thế nào. Bởi vì coi như hắn là trong tiên vực linh thú, hôm nay loại tình huống này cũng là chưa từng nghe thấy. Hưu, xa xa thiên đình bay tới, bất quá không dám tới gần, tựu xa xa lơ lửng tại phía nam. Vô số thần thức quét tới, đáng tiếc không ai có thể phát hiện bất luận cái gì manh mối, bất kỳ cái gì tình huống. Mạnh nhanh nghĩ nghĩ bay trở về thiên đình, đưa tin cho Kha Lộng Ảnh làm cho tất cả mọi người an tâm chớ vội, yên tĩnh chờ đợi, Giang Giật đã không chết, như vậy. Hắn luôn có một ngày sẽ ra tới. Kha Lộng Ảnh bồi một hồi y phiêu phiêu, ổn định mọi người một cái cảm xúc, thần thức nhìn về phía kia một mảnh còn không có khôi phục hư không, khe khẽ thở dài trong lòng lẩm bẩm nói, Giang Giật, người đến cùng sống hay chết giống như người không chết, người lại tại làm sao? Giang Giật tự nhiên không chết, giống như hắn chết. Thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế cũng đã chết, thiên đình cùng tinh thần của hắn liên hệ sớm giải trừ. Trên thực tế, Giang giật chính mình cũng không biết ở đâu, còn không biết chính mình sống hay chết, tại thời khắc này ý thức của hắn vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Hắc, đây là Giang giật cảm giác đầu tiên, hắn cảm giác khắp nơi hắc đến đáng sợ, tựa như trong ngủ mê đột nhiên tại nửa đêm bên trong tỉnh lại, đập vào mắt là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, không nhìn thấy một tia sáng. Tỉnh đây là giang giật đệ nhị cảm giác bốn phía an tĩnh đáng sợ gió thổi thanh âm đều không có an tĩnh tựa như ác ma thâm nguyên cái kia băng hồ phía dưới ta chết đi sao đây là giang giật cảm giác đầu tiên bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản không cảm ứng được thân thể của mình nói một cách khác hắn không có thân thể chỉ có ý thức bất luận cái gì cường giả đều có thể nội thị đều có thể dò xét thân thể của mình đã giang giật ý thức thanh tỉnh lại như vậy thì có thể nhẹ nhõm nội thị thân thể nhưng Giang giật phát hiện chính mình không có thân thể. Tàn hồn chẳng lẽ đây là của ta một tia tàn hồn của ta tàn hồn bay tới minh giới nơi này là minh giới. Giang giật tản ra thần thức liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía không có cái gì, là một mảnh hư không, hắn dừng một chút, nếm thử khống chế linh hồn của mình tại bốn chu du đáng. Hắn một lũ thần hồn hoàn toàn chính xác bắt đầu du đáng, tại bên trong hư không đen kịt cảm giác tựa như cô hồn giã quỷ, giang giật chính mình cũng có chút sợ hãi. Bất quá, chính như hắn tự bảo trước đó nói, giống như hắn chết, xin đừng nên vì hắn bi thương, đây là lựa chọn của hắn. hắn đã lựa chọn đánh cược một cái, hắn liền sẽ không hối hận. tiếp tục phiêu, giang giật có chút phân biệt không ra hư ảo cùng chân thực, hắn sợ hãi yên tĩnh cùng hắc ám, sở dĩ hắn chỉ có thể khống chế thần hồn tiếp tục trong hư không du tẩu, hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn thoát khỏi hắc ám cùng tĩnh mịch, xác định thoáng cái chính mình là tại hư ảo vẫn là tại trong hiện thực. a, à, không biết nhẹ nhàng bao lâu giang giật đột nhiên phát hiện phía trước có một tia sáng hắn vội vàng đại hỉ hướng phía trước lướt tới tại đến đoàn ánh sáng này về sau hắn lại rất là kinh ngạc hỗn độn chi khí làm sao có thể giang giật phát hiện phía trước có một đoàn hỗn độn chi khí cái này đoàn hỗn độn chi lực mặt trên còn có một đầu chín màu lôi điện du tổ vần quanh giống như chỉ là một đoàn hỗn độn chi khí kia không tính là gì cái này chín màu lôi điện lại làm cho hắn quá quen thuộc đúng là hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong chín màu lôi điện đây không phải hỗn độn chi khí phải nói đây không phải ta đoàn kia hỗn độn chi khí giang giật dò xét một phen hỗn độn chi khí lại phát hiện khác biệt cái này đoàn hỗn độn chi khí để hắn cảm giác rất lạ lẫm bên trong nhiều rất đa nguyên làm cụ thể nhiều cái gì giang giật lại cảm thấy không ra đây rốt cuộc là cái nào giang giật trong ý thức kinh nghi vạn phần hắn trong ý thức trong nháy mắt mấy trăm suy nghĩ hiện lên dòng giã trầm tư mấy canh giờ hắn đột nhiên ở trong lòng hét lớn chín màu thần lôi tới suy suy chín màu thần lôi thật đúng là bị hắn khống chế, hướng hắn kia tia tàn hồn chỗ khu vực bay vụt mà tới. Giang giật nhìn thấy chín màu thần lôi động về sau, nội tâm trong nháy mắt kích động lên, nội tâm của hắn quá to, cho tạo anh hỗn độn chi khí, đem cái này đoàn hỗn độn oanh mở. Giang giật trong đầu có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, hắn vô cùng cần thiết chứng thực nội tâm suy đoán. Suy suy, chín màu thần lôi vạch phá bầu trời bay lên trên không trung, sau đó đối kia bỗng nhiên hỗn độn đột nhiên đánh xuống. Oanh, chín màu thần lôi đánh xuống, hỗn độn khẽ run lên, bất quá cũng không có quá lớn phản ứng. Giang giật tiếp tục khống chế thần lôi đánh xuống, một lần, mười 10 lần, một trăm lần, một vạn lần. Suốt cục, đoàn kia hỗn độn xuất hiện từng đầu khe hở, tựa như là bị vỡ ra vỏ trứng gà, khe hở càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng mật. Oanh, chín màu lôi điện oanh kích mười vạn lần về sau, cả đoàn hỗn độn ầm vang nổ tung, nổ thành ức vạn đoàn tiểu hỗn độn. Những cái kia tiểu hỗn độn tự động hướng tứ phía tám mới bay bắn, tựa như sao lốm đốm đầy trời phân bố tại toàn bộ hư không bên trong. Ha 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 ha, Giang giật hướng bốn phương tám hướng nhìn một cái, thấy được đầy trời hỗn độn, cảm giác tựa như ức vạn tinh thần, nội tâm của hắn cười ha hả khoái ý vô cùng. Bởi vì hết thảy đều cùng hắn thôi diễn đồng dạng, hết thảy đều tại theo hắn thôi diễn phương hướng phát triển. Hắn nhìn qua bốn phía ánh sao lấp lánh, nội tâm giống to, hủy diệt, trùng sinh, chỉ có hủy diệt mới có thể trùng sinh. Thứ chín khỏa tinh thần hủy diệt, lại sinh ra, biến thành cái thứ nhất độc lập thế giới, biến thành thế giới của ta. Đã thế giới đều có thể trùng sinh, vì sao ta không thể trùng sinh chín màu thần lôi oanh kích ta, để cho ta trùng sinh đi, ta muốn trùng sinh. chương 2097, Tái tạo Kim Thân rầm dầm dầm, chín màu lôi điện lần lượt hướng giang giật thần hồn bổ tới, giang giật không chỉ có không có cảm giác bất luận cái gì đau đớn, ngược lại tại lôi điện đánh xuống về sau hắn thần hồn càng ngày càng ngưng luyện lôi điện vừa có thể hủy diệt lại có thể trùng sinh đây là giang giật rất sớm đã thôi diễn ra một cái chân lý từng tại vạn ác dưới vực sâu giang giật lôi điện áo nghĩa nhập môn thân thể của hắn lần lượt bị hủy diệt lại lần lượt trùng sinh cuối cùng lôi điện triệt để đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp đương nhiên lần này hoàn toàn khác biệt giang giật đã không có nhục thân hắn muốn dựa vào lôi điện trùng sinh năng lực tái tạo kim thân giống như ở bên ngoài tại hồng mông thế giới đây cơ hồ là không thể nào sinh lão bệnh tử đây là thiên địa luân hồi đây là thiên địa pháp tắc bất kỳ người nào cũng không thể kháng cự giang giật nhục thân đã hủy diệt vậy liền chứng minh hắn chết lại thế nào còn có thể trùng sinh năm đó cửu dương thiên đế thân thể hủy diệt cuối cùng chỉ chạy trốn một tia tàn hồn không còn có trùng sinh qua không mông thế giới duy nhất có thể trùng sinh chỉ có minh đế bất quá minh đế vậy cũng không hoàn toàn gọi trùng sinh mà là chuyển thế trọng tu hoặc là đoạt xá bất luận chuyển thế trọng tu vẫn là đoạt xá hắn đều là chỉ là bảo lưu lại kiếp trước ý thức, thân thể lại là tân sinh, là mặt khác một thân thể. Sở dĩ, dựa theo lẽ thường, dựa theo thiên đạo luân hồi, dựa theo thiên địa pháp tắc tới nói, một người nhục thân triệt để hủy diệt, hắn là không thể nào tái tạo kim thân, một lần nữa phục sinh. Đây là thiên địa chi đạo, người là không thể nào nghịch thiên. Trừ phi người kia bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chân tiên, thế giới này thiên địa pháp tắc đã đối với hắn không có trói buộc lực, người này tự nhiên là có thể không chết, hằng cổ vĩnh tồn. Giang Giật đột phá một bước cuối cùng sao? Rõ ràng không có, hắn chỉ là tự bảo trên bản chất đối với thiên địa pháp tác lý giải còn không sâu. Đừng nói bước vào một bước cuối cùng, hắn phong đế cấp còn không phải đâu. Giang Giật không thể trở thành chân tiên, nhưng hắn có một cái cùng người khác không giống địa phương hắn vị trí tại địa phương không phải hồng mông thế giới, mà là hắn thứ 9 khỏa tinh thần tự bảo sau trùng sinh thế giới bên trong. Nói một cách khác, hắn không tại hồng mông thế giới, mà là tại một thế giới khác bên trong. Không mông thế giới thiên địa pháp tắc không cách nào trói buộc hắn. Hắn tại chính hắn trong thế giới, người nói thế giới này thiên địa pháp tắc đối với hắn có trói buộc sao chính mình hội trói buộc chính mình sao? Hiển nhiên sẽ không, thế giới này đều là hắn sáng tạo, hết thảy đều là hắn, hắn là thế giới này chúa tể, nơi này thiên địa pháp tắc còn không có thành hình, coi như thành hình vững chắc, đối với hắn đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Âm 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 âm, chín màu thần lôi lần lượt đánh xuống, phi thường chuyện thần kỳ phát sinh giang giật thân thể từng điểm từng điểm ngưng sóc ngay từ đầu xuất hiện một cái linh hồn thức hải đem hắn linh hồn đặt vào tiếp lấy xuất hiện một cái đầu nửa người cuối cùng toàn bộ thân thể hoàn toàn một lần nữa sóc tạo ra tới giang giật con mắt tại lúc này cũng mở ra ông tựa như trong hư không sáng lên hai viên tinh thần toàn bộ thế giới đột nhiên có chút sắc thái toàn bộ thế giới sống lại quả nhiên quả nhiên không sai hết thảy đều đúng ta cược thắng vô danh thần công là chính xác cửu dương thiên đế suy đoán là chính xác thế giới là có thể sáng tạo ta thành công sáng tạo ra một cái thế giới giang giật thất thần thì thào hắn giờ khắc này cảm giác chính mình cùng thế giới này có liên hệ hắn có thể cảm nhận được trong thế giới này hết thảy hắn cùng thế giới này hòa thành một thể hắn chính là cái này thế giới chúa tể. a à, bất quá tại hắn có chút cảm ứng một phen về sau có chút thất vọng bởi vì thế giới này không có cái gì chỉ có một đạo chín màu thần lôi còn có từng đoàn từng đoàn phi thường nhỏ hỗn độn hỗn độn giang giật ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong ức vạn hỗn độn đôi mắt rất nhanh phát sáng lên hắn tựa như thấy được ức vạn cái giới diện thấy được thiên hồng giới thiên cương giới địa giới phong giới thiên tinh giới giống như hắn suy đoán không sai mỗi cái hỗn độn bên trong đều tại thai ngén một cái giới diện vạn năm mười vạn năm trăm vạn năm về sau tất cả hỗn độn đều sẽ biến thành từng cái giới diện đều sẽ diễn hóa thành từng cái giới diện mỗi cái giới diện bên trong sẽ từ từ xuất hiện nước xuất hiện bùn đất, xuất hiện sơn hà, xuất hiện cây cối, xuất hiện sinh linh, xuất hiện dã thú, xuất hiện người. Thế giới đều là theo nổ lớn bắt đầu không biết hồng mông thế giới xuất hiện thời điểm, có phải hay không cũng kinh lịch một trận nổ lớn. Có phải hay không, hồng mông thế giới cũng là người khác sáng tạo ra, giang giật thì thào, sau đó lông mày hơi nhíu, hắn quát khẽ một tiếng, đi. Ông, giang giật thân thể biến mất tại nguyên chỗ, ra hư không bên trong một cái góc. Hắn tại cái góc này bên trong phát hiện một cái lỗ đen, mà cái lỗ đen này bên trong giờ phút này chính liên tục không ngừng tràn vào thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố. Ừm, xem ra đây là liên tiếp thế giới bên ngoài thông đạo, giờ phút này thế giới của ta ngay tại hấp thụ thế giới bên ngoài thiên địa nguyên tố. Giang giật nhìn một chút hài lòng nhẹ gật đầu, thế giới diễn hóa quá chậm quá chậm. Giống như có thể từ bên ngoài hấp thụ thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố thì có thể tăng tốc bên trong thế giới diễn hóa tốc độ, càng nhanh hình thành giới diện Đúng rồi, Giang giật cảm ứng thoáng cái trong này thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố nồng đậm trình độ, đột nhiên nội tâm khẽ động. Những này thiên địa linh khí nguyên tố đối với toàn bộ thế giới tới nói quá ít quá ít, nhưng giống như đem những này từ bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí nguyên tố rót vào một cái giới diện bên trong, phải chăng có thể làm cho cái này giới diện nhanh chóng diễn hóa tiến hóa đâu. Hư không quá lớn, giới diện nhiều lắm, Giang giật nghĩ đến trước hết để cho một cái giới diện tăng tốc thành hình, nhìn xem giới diện biến hóa, thành hình, tiến một bước nghiệm chứng hắn thôi diễn. Thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố tụ, Giang giật hai tay vung lên, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố lập tức hướng bên cạnh hắn tụ tập mà đến, Giang giật khóa chặt phụ cận một cái tiểu hỗn độn, quát lớn, đi. Tất cả thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố hướng cái kia hỗn độn bay đi, tràn vào cái kia hỗn độn loại hình. Ông, cái kia hỗn độn lập tức quang mang lấp lánh, không ngừng bắt đầu biến lớn, trăm trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, ức vạn trượng. Một canh giờ, 10 canh giờ, 10 ngày, nương theo lấy thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố không ngừng tràn vào, Giang giật trơ mắt nhìn xem cái này hỗn độn như thổi lớn khí cầu không ngừng biến lớn. Cuối cùng biến thành một cái đại bí cảnh lớn nhỏ, ít nhất có thiên linh giới một phần trăm lớn như vậy. Vào xem, Giang giật thân thể biến mất tại nguyên chỗ, ra cái kia to lớn hỗn độn bên trong. Quả nhiên, Giang giật ra một mảnh mặt đất màu đen phía trên, cái này đại bí cảnh bên trong có rất nhiều thứ, có mặt đất màu đen, còn có hồ nước đại sơn, núi lửa, biển cả. Các loại nguyên tố ngược lại là rất đầy đủ, đáng tiếc không có sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì thực vật động vật, một mảnh hoang vu. Thiên địa linh khí coi như nồng đậm, chỉ cần có thiên địa linh khí, cái này bí cảnh sớm muộn có thể dựng dục ra thực vật, động vật, cùng nhân loại, ước vạn sinh linh. Giang giật phi thường khẳng định cảm khái nói, linh hồn hắn bên trong cũng kích động không thôi. Cái này giới diện thành hình nhiệm chứng hắn sở hữu thôi diễn, hắn thật sáng tạo ra một cái thế giới, hắn trở thành sáng thế thần. Ra ngoài, Giang giật phát hiện lỗ đen hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố tốc độ trở nên chậm, hẳn là bên ngoài đã không có quá nhiều thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Hắn chuẩn bị ra ngoài đổi chỗ, hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí nguyên tố, để cái này giới diện tiếp tục biến lớn, tiếp tục diễn hóa, tiếp tục khuếch trương. Hắn muốn tạo từng cái thiên hồng giới, thiên cương giới, thiên tiên giới ra. Hắn chuẩn bị đem tất cả nhân tộc đều chuyển di đến trong thế giới của hắn, chỉ cần đem nhân tộc yêu tộc đều rời đi, hắn liền có thể cùng minh đế chậm rãi chơi. Chơi như thế nào đều được, chương 2098 tà môn, sáng tạo ra một cái thế giới, giang giật cảm giác thực lực của mình cũng không có gì thay đổi, hắn tái tạo kim thân hậu thân thể cùng trước kia giống nhau như đúc. Chỉ có biến hóa chính là không có thứ chín khỏa tinh thần, linh hồn ngưng luyện rất nhiều, nhục thân cường đại một chút, trừ cái đó ra không có gì khác nhau. Giang giật biết mình muốn đi đường còn rất dài, rất nhiều thứ còn cần tự mình tìm tòi. Hắn không có quá nhiều thời gian đi tìm tòi, hắn không biết mình ở lại bên trong bao lâu, đi ra ngoài trước lại nói. Thế giới này xuất hiện, ngược lại là mang đến cho hắn một cái cực kỳ tốt mạch suy nghĩ, hắn cái này đã diễn hóa ra một cái bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong mặc dù không có cái gì, nhưng ít nhất có thiên địa linh khí, có thể làm cho người ở bên trong sinh tồn. Cái này bí cảnh có thiên linh giới một phần mười lớn như vậy, tùy ý có thể ở lại vài tỷ nhân tộc yêu tộc, hắn coi như đem thiên yêu giới sở hữu yêu tộc đặt vào đều không phải là vấn đề. Giống như hắn lại từ bên ngoài hấp thụ nhiều một chút thiên địa linh khí nguyên tố, đem cái này giới diện diễn hóa đến gấp trăm lần, vạn lần lớn như vậy đâu. Kia bảy cái tiểu thiên thế giới, thiên hồng giới thiên tinh giới nhân tộc đều có thể chuyển di đi vào. Đến lúc đó hắn liền không có nỗi lo về sau, lại nghĩ biện pháp cùng minh đế đánh nhau. Hắn thân thể lóe lên ra phía ngoài, bắn thẳng đến cái hắc động kia, sau đó theo cái hắc động kia bên trong bắn ra còn không có theo trong lỗ đen ra ngoài, giang giật thần thức liền phát hiện vấn đề bên ngoài khắp nơi đều là không gian hắc động, không gian còn phá thành mảnh nhỏ, vô số vết nứt không gian dày đặc phía ngoài hư không, nhìn phi thường dọa người. Ta làm sao ra ngoài giang giật không dám đi, chỉ có thể đứng tại trong thông đạo do dự không tiến lên. a à, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên ở bên tai của hắn, mạnh nanh thanh âm vang lên, tiểu tử, người quả nhiên còn sống, người ra. Mạnh đại ca, giang giật đại hỉ, vội vàng khóa chặt mạnh nanh thần thức truyền âm nói, người có thể nghĩ biện pháp mang ta ra ngoài sao ta sợ bị vết nứt không gian rào sát. Tốt, mạnh nanh truyền âm một câu, xa xa thiên đình quang mang lóe lên mạnh nanh xuất hiện, bắn thẳng đến giang giật chỗ khu vực. Giang giật chỗ phụ cận không gian gần như sụp đổ, có vô số không gian hắc động, những cái kia vết nứt không gian còn không có khép lại. Bất quá mạnh nanh chiến lực phi thường cường đại, có được tiên vực hộ thân thần thông, hắn hóa thành một đạo hồng quang nhẹ nhõm bay đến giang giật chỗ trong thông đạo, bắt hắn lại nhanh chóng bay ra. Giang giật, mạnh nhanh bay ra thiên đình đã sớm kinh động đến Kha Lộng Ảnh, nàng thân thể theo thiên đình bên trong truyền tống ra, khóc hô hào hướng giang giật bay đi. Ông, tại giang giật cùng mạnh nhanh xông cái lối đi kia bay ra ngoài về sau, giang giật đột nhiên phát hiện thông đạo biến mất. Hắn thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó nội thị một lần lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn trong cái thế giới kia lúc, thứ chín khỏa tinh thần biến mất, giờ phút này ra phía ngoài, trong thân thể của hắn thứ chín khỏa tinh thần nhưng lại xuất hiện. Lộng ảnh, nơi xa kha lộng ảnh bay tới, Giang giật khởi tử hoàn sinh phi thường kích động, trước mặt kệ bay vụt mà đến ôm chặt lấy kha lộng ảnh. Thần trí của hắn hướng thiên đình quét tới, phát hiện phần lớn người cùng yêu tộc đều ở phía sau, nội tâm như chút được gánh nặng. Vừa rồi kia một mảnh hư không toàn bộ sụp đổ, cái này nhưng làm hắn dọa sợ, cũng đừng bởi vì hắn tự bạo, liên lụy sở hữu thân nhân A. Tốt, Giang giật rất nhanh ổn định tâm thần, giúp Kha Lộng Ảnh lau lau rồi thoáng cái nước mắt, mỉm cười nói ra, ta đây không phải trở về rồi sao không sao, về sau cũng sẽ không có việc. Người đi trước khống chế thiên đình, ta hiểu rõ một chút tình huống. Kha Lộng Ảnh nhẹ gật đầu hướng thiên đình bay đi, chuẩn bị khống chế thiên đình bay tới. Giang giật chỉ vào nơi xa sụp đổ kia một mảnh hư không nói ra, mạnh đại ca, đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Mạnh nanh có chút im lặng nói ra, tiểu tử ngươi tự bảo tự tự bảo, thế mà đem thiên yêu giới cho làm sụp đổ, cái này còn kinh động đến hình sự đại nhân. Giống như không phải ta thay ngươi che giấu, ngươi tuyệt đối sẽ bị hình sự đại nhân chém giết. a à, Giang giật nháy nháy mắt, có chút không dám tin, bất quá mạnh nanh sẽ không nói lời nói dối, thiên yêu giới phụ cận không gian hoàn toàn chính xác sụp đổ, đây là sự thật. Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố, dẫn đến thiên yêu giới không gian không ổn định, cuối cùng sụp đổ. Giang giật kinh nghi thì thào, mạnh nanh phi thường khẳng định nói ra, cũng là bởi vì ngươi tự bạo, xuất hiện một cái không gian hắc động, cũng chính là ngươi ra cái hắc động kia. Cái hắc động kia hấp thu đại lượng thiên yêu giới thiên địa linh khí cùng nguyên tố, dẫn đến bên trong thiên địa pháp tắc hỗn loạn, không gian không công bằng, cuối cùng toàn bộ sụp đổ. Tiểu tử, ở trong đó chết mười mấy ức cấp thấp yêu tộc, người chính là kẻ cầm đầu. A, à, Giang giật khuôn mặt giật mình, không nghĩ tới thật là bởi vì hắn dẫn đến thiên yêu giới sụp đổ, còn liên lụy mười mấy ức cấp thấp yêu tộc. May mắn Kha Lộng Ảnh bọn người phản ứng nhanh, cứu ra có đại bộ phận yêu tộc, bằng không hắn tự thật muôn lần chết không chối từ. Các loại chờ hình xử đại nhân, cái gì hình xử đại nhân? Giang giật đột nhiên nhớ tới vừa rồi Mạnh Nanh, Mạnh Nanh đều gọi đại nhân, chẳng lẽ là trong tiên vực đại nhân vật. Mạnh Nanh lạnh lùng ngừ một cái nói, hình xử đại nhân trưởng quản thiên địa hình pháp, người hủy đi thiên yêu giới, Phá hủy thế giới này thiên địa pháp tắc, giống như bị hắn phát hiện ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận cái gì phá hư thiên địa pháp tắc, phá hư thế giới cân bằng đều là xúc phạm thiên quy, tội đáng muôn lần chết. Quả nhiên là tiên vực đại nhân, Giang giật hai mặt nhìn nhau, hắn thế mà hủy đi một cái giới diện, kinh động đến tiên vực đại nhân vật còn tốt lần này có mạnh nhanh hỗ trợ, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Không đúng, Giang giật nghĩ nghĩ, lại phát hiện vấn đề, hắn hấp thu thế giới này thiên địa linh khí cùng nguyên tố sẽ để cho thế giới này thiên địa pháp tắc nhiễu loạn, đến lúc đó như lại đem một cái giới diện làm sụp đổ, đến lúc đó sợ là mạnh nanh cũng cứu không được chính mình. Nhưng, giống như không hấp thu thiên địa linh khí cùng nguyên tố, thế giới của hắn tựu không cách nào nhanh chóng diễn hóa. Giống như dựa vào nó tự nhiên phát triển diễn hóa xuống dưới, kia muốn mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy mấy tháng sau minh đế liền sẽ giết trở lại tới. Mặc kệ, cái kia bí cảnh có thể giả bộ không ít người, trước tiên đem thiên đình bên trong nhân tộc cùng yêu tộc thử một chút có thể hay không đặt vào lại nói. Giang giật hạ quyết tâm, hết thảy đều là chính hắn tại thôi diễn, có thể hay không đem người bên ngoài đặt vào còn chưa nhất định đâu. Vù vù, xa xa thiên đình bay vụt mà đến, Giang giật thân thể lóe lên cùng mạnh nhanh tiến vào thiên đình bên trong, sau đó mang theo thiên phượng đại đế ra. Phượng tử đợi lát nữa xảy ra chuyện gì, người cũng không nên kinh hoàng, hết thảy có ta. Thiên phượng đại đế thực lực tương đối mạnh, Giang giật chuẩn bị trước mang theo thiên phượng đại đế đi vào thử một chút, tâm hắn niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, quát khẽ một tiếng, khai. Ông, Giang giật thứ 9 khỏa tinh thần biến mất tại trong thân thể của hắn, tiếp lấy Giang giật thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hắn chỗ không gian xuất hiện một điểm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất hiện một cái tiểu hắc động, thiên phượng đại đế hoảng sợ vốn định thoát đi, nhưng Giang giật thanh âm vang lên, đừng sợ, vào đây. Thiên phượng đại đế trở ra, Đầu kia thông đạo lập tức biến mất, cuối cùng biến thành một điểm đen, một cái yếu ớt không thể nghe thấy giống như là một hạt bụi bặm điểm đen. Hưu, Thiên Phượng Đại Đế cắn răng tiến vào thông đạo, mạnh nhanh lần nữa theo Thiên Đình bên trong xuất hiện, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua cái kia chậm rãi biến mất, biến thành một điểm đen thông đạo. Hắn kinh nghi bất định thì thào, tiểu tử này tà môn, hắn đi chỗ nào vì sao ta đều không thể cảm ứng được hắn chẳng lẽ. Hắn đi một thế giới khác không thành, chương 2099, thế giới của chúng ta đây, đây là cái nào? Thiên Phượng Đại Đế đứng tại một cái hoang vu thế giới bên trong, đầy mắt chấn kinh, bởi vì cái này bí cảnh quá hoang vu, thế mà liền cây đều không có một gốc. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ thế giới này hắn phi thường lạ lẫm, nơi này khí tức hắn cảm giác có chút không thoải mái, đây tuyệt đối không phải hồng mông trong thế giới một cái bí cảnh. Ông, Thiên Phượng Đại Đế phía trước không gian có chút ba động, giang giật xuất hiện, Thiên Phượng Đại Đế lần nữa giật mình, bởi vì thuấn di chỉ có phong đế cấp hội, giang giật làm sao lại thuấn di. Có cảm giác hay không không thoải mái giống như tại cuộc sống này một đoạn thời gian rất dài có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Giang giật hỏi thăm về đến, thiên phượng đại đế trả lời, trên thân thể ngược lại là không có cái gì không thoải mái, chỉ là khí tức có chút không đúng, cảm giác là lạ, chủ nhân, đây rốt cuộc là cái nào? Là cái nào ngươi cũng đừng hỏi, coi như là ta phát hiện một cái tu di không gian đi. Giang giật thuận miệng giải thích một câu, hắn cũng không chuẩn bị đem hắn sáng tạo ra một cái thế giới nói cho người khác biết tự liền y phiêu phiêu kha lộng ảnh giang tiểu nô các nàng cũng sẽ không nói càng sẽ không nói cho mạnh nhanh việc này quá mức kinh thế hãi tục chính hắn giờ phút này đều có chút không dám tin cứ việc đây là hắn từng bước một diễn hóa ra mà lại mạnh nhanh nâng lên tiên vực người đến thiên quy nhìn còn rất nhiều hắn cũng không dám đem loại sự tình này loạn truyền vạn nhất bị tiên vực đại nhân vật biết rõ hắn cùng tất cả mọi người muốn chết sở dĩ hắn chuẩn bị đem chuyện này nát tại chính mình trong bụng, chắc hẳn cũng sẽ không có người đi phương diện này suy nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể nói phát hiện một cái tu di không gian, chính mình nắm giữ một chút kỳ dị thần thông, có thể đem tất cả mọi người truyền tống vào đến thôi. Để thiên phượng đại đế ở bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, bốn phía đi đi, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, giang giật nội tâm lơ lửng đại thạch đầu để xuống. Nơi này là thế giới của hắn, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thế giới, ở cái thế giới này hắn là trí cao vô thượng chúa tể coi như minh đế vào đây hắn đều có thể một ý niệm để nàng chết đi sở dĩ nơi này là an toàn nhất chỉ cần đi vào nơi này liền không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp hắn cùng hắn thân nhân tộc người an toàn ra ngoài đi giang giật mang theo thiên phượng đại đế thân thể lóe lên ra phía ngoài tại giang giật khẽ động về sau cái điểm đen kia nhanh chóng phóng đại tiếp lấy xuất hiện một cái thông đạo giang giật cùng thiên phượng đại đế ra hư không bên trong phía sau thông đạo lập tức biến mất vô tung vô ảnh Giang tiểu đệ, đây là thần thông gì các ngươi vừa rồi đi đâu mạnh nhanh còn ở bên ngoài, hắn kinh nghi nhìn qua Giang giật hỏi. Ha ha ha, Giang giật cười lớn giải thích nói, ta phát hiện một cái tu di thế giới, đồng thời. Ta luyện hóa cái này tu di thế giới, thế giới này trừ ta ra không ai có thể tìm tới, không ai có thể vào. Luyện hóa một cái tu di thế giới, mạnh nhanh cùng thiên phượng đại đế rất là kinh ngạc, mạnh nhanh lập tức nghiêm mặt nói ra, Giang giật, người cũng chớ làm loạn, giống như ảnh hưởng tới thế giới này thiên địa pháp tác vận chuyển cùng ổn định, liền xem như ngươi đã tới thiên tiên chi cảnh ngươi cũng phải chết, xúc phạm thiên quy, ai cũng cứu không được ngươi. Giang giật khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, mạnh đại ca, cái kia không gian đã bị ta luyện hóa, sẽ không bao giờ lại ảnh hưởng thế giới này pháp tắc cùng ổn định, thiên yêu giới chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ừm, người vẫn là cố gắng tu luyện, nghĩ biện pháp mở ra tiên vực chi môn đi, giống như người có thể đi tiên vực, ta có thể giúp người liền có hơn. Mạnh nanh bàn giao một câu, tiến vào thiên đình không quan tâm giang giật sự tình. Chỉ cần giang giật không ảnh hưởng thế giới này ổn định, làm sao dày vò đều vô sự, đem minh tộc hoặc là thế giới này toàn bộ sinh linh toàn bộ giết sạch cũng đều không phải sự tình. Làm niềm yêu tộc đi vào thử một chút, giang giật nghĩ nghĩ, quyết định đem thiên đình bên trong yêu tộc cùng nhân tộc đều chuyển di đi vào. Hắn tiến vào thiên đình, sau đó mang theo mấy trăm yêu tộc ra. Những này yêu tộc có cường đại hóa hình yêu tộc, cũng có phi thường cấp thấp yêu tộc, còn có từng cái chủng tộc. Phượng tự, mang theo đi vào, nếu có thể ở bên trong sinh tồn, về sau không ai có thể chém giết bọn hắn, cái kia trong không gian là tuyệt đối an toàn. Giang giật bàn giao thiên phượng đại đế, cái sau nghe xong đại hỉ, nếu quả như thật như Giang giật lời nói bên trong tuyệt đối an toàn, chỉ ít có thể bảo chứng thiên yêu giới các tộc có thể kéo dài, sẽ không bị diệt tộc. Giang giật biến mất tại nguyên chỗ, không chung xuất hiện một cái thông đạo, thiên phượng đại đế mang theo yêu tộc vọt vào đi vào giang giật trong nháy mắt đem sở hữu yêu tộc đều truyền tống đi cái kia đại bí cảnh, sau đó để yêu tộc tùy ý tìm địa phương dàn xếp. Đợi mấy canh giờ, xác định sở hữu yêu tộc đều có thể an nhàn ở bên trong sinh hoạt về sau, giang giật triệt để yên tâm lại. Hắn lần nữa đi ra, trực tiếp đi nội điện. Khi hắn sau khi xuất hiện, y phiêu phiêu bọn người lập tức mừng như điên vây quanh, mọi người còn bắt lấy giang giật thân thể, khẽ vuốt mặt của hắn, xác định hắn là sống sờ sờ người về sau, toàn bộ vui đến phát khóc. Tốt, tất cả mọi người đừng lo lắng ta luyện hóa một cái tu di không gian các ngươi đi trong không gian cái này không gian tự liền minh đế đều không thể vào đây bên trong tuyệt đối an toàn giang giật không có thời gian giải thích thêm trực tiếp làm cho tất cả mọi người ra thiên đình sau đó mang đến hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong thế giới bên trong ách nơi này tốt hoang vua mà lại không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối không có bất kỳ cái gì dã thú cũng không có đồ ăn tiền vạn quán sau khi đi vào khẽ nhíu mày bọn hắn ngược lại là không quan trọng, đại lão ra, y phiêu phiêu bọn người một đám nữ quyến hài tử sao có thể sinh hoạt. Ha ha, giang giật các loại gia tộc tất cả mọi người sau khi đi vào, lúc này mới mỉm cười nhìn qua đại gia nói ra, thế giới này không có cái gì, đây là một tấm giấy trắng, nhưng ta có thể nói cho đại gia chính là thế giới này là thế giới của chúng ta, không ai có thể vào đây thế giới. Ở chỗ này ta chính là tuyệt đối chúa tể, minh đế vào đây ta đều có thể giết chết nàng. Sở dĩ, Nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta, còn như làm sao bố trí cái nhà này, cần mọi người cùng nhau cố gắng. Vạn quán, nơi này tất cả mọi chuyện đều muốn làm phiền ngươi. Tốt, nghe được Giang giật lời nói hùng hồn, tiền Vạn quán bọn người tự tin hơn gấp trăm lần, minh đế vào đây đều phải chết vậy, trong này tuyệt đối là an toàn nhất địa phương, cái này sau này sẽ là nhà của bọn hắn. Bọn hắn chuyện cần làm, liền là đem cái này hoang vu địa phương biến thành mỹ lệ quê hương mọi người nhao nhao theo trong không gian giới chỉ lấy ra đủ loại vật liệu, mặc kệ cái gì, trước kiến tạo một chút tòa thành lầu các, quy hoạch một chút chỗ ở lại nói. Giang giật mặc kệ những này việc vật vãnh, cùng tiền vạn quán bàn giao nói, vạn quán, người trước giàn xếp tất cả mọi người, chế chút ta còn muốn đem thiên đình bên trong toàn bộ yêu tộc truyền tống vào tới. Quay đầu, ta sẽ còn đi làm ta cây cối hoa cỏ, làm ta hạt giống, giã thú, loài cá, các loại sinh vật vào đây. Nơi này có thiên địa linh khí, vạn vật đều có thể sinh trưởng sống sót, chỉ cần mấy tháng thời gian, nơi này liền có thể biến thành một cái mỹ lệ thế giới mới, một cái chân chính thuộc về chúng ta thế giới. Thế giới mới, mọi người không biết giang giật chân chính hàm nghĩa, nhưng theo giang giật trong giọng nói, tất cả mọi người có thể cảm nhận được giang giật cùng trước kia không giống với lúc trước, trở nên vô cùng tự tin, cả người đều nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều, tựa như biến thành người khác, thu được tân sinh. Hiu, giang giật truyền tống ra bên ngoài, bắt đầu triệu tập yêu tộc quân đội cùng con dân liên tục không ngừng đi vào. Hắn lục lọi một chút mới thần thông, đều không cần chính mình đi vào, liền có thể khống chế thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hết thảy. Hạ Vũ, hắn không quan tâm yêu tộc, ánh mắt nhìn về phía phía tây, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, "Ngươi chờ đó cho ta, thế giới của ta còn không có triệt để thành hình, rất nhiều chuyện còn không có tìm tòi thấu. Chờ ta ổn định hậu phương, biết rõ ràng mọi chuyện, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ." Cắt cắt chương 2.100, giang giới, yêu tộc quá nhiều, mặc dù tiến vào tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái thoáng liền có thể tiến vào giang giật trong thế giới, nhưng dù sao có hơn 2 tỷ yêu tộc, đứng xếp hàng mấy cái mấy cái đi vào, phải vô cùng thời gian dài. Đến đằng sau giang giật hơi không kiên nhẫn, dứt khoát khống chế đầu kia thông đạo sinh ra hấp lực cường đại, đem ngoài thông đạo yêu tộc từng mảnh từng mảnh cho hút vào đi vào. Thông đạo sinh ra hấp lực về sau, đồng thời bắt đầu hấp thu phía ngoài thiên địa linh khí cùng nguyên tố mạnh nanh lập tức truyền âm ra. Để giang giật khác đừng hút quá ác, mặc dù nơi này là hư không bên ngoài, thiên địa linh khí cùng nguyên tố rất mỏng manh, nhưng giống như hư không từng mảnh từng mảnh sụp đổ, sẽ lần nữa gây nên hình sự đại nhân chú ý. Giang giật tự nhiên không dám làm loạn, kinh động đến tiên vực đại nhân vật hậu quả khó mà lường được, hắn không chế hút vào tốc độ, dạng này không đến mức để phụ cận không gian xuất hiện sụp đổ. Làm như vậy tốc độ liền nhanh hơn nhiều, bất quá vẫn là hao tốn 3-4 ngày thời gian, mới đem tất cả yêu tộc hút vào đi vào. Nhiều như vậy yêu tộc đi vào, chống trải đại bí cảnh lập tức khắp nơi đều bị yêu tộc chiếm cứ, rất nhiều sơn phong bị các đại tộc đàn tranh đoạt, bởi vì địa bàn quá ít, yêu tộc đều gửi đi một chút rối loạn, cũng may bị thiên phượng đại đế trước tiên ngăn lại. Ừm, bí tịch vẫn là quá nhỏ, đây là yêu tộc A, còn có thiên hồng giới nhân tộc A, mặt khác bảy cái tiểu thiên thế giới còn có nhiều người như vậy. Giang giật có chút sầu muộn, hắn nghĩ nghĩ cắn răng chuẩn bị đi các đại bí cảnh hấp thu một chút thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Một cái bí cảnh hấp thu một chút, dạng này sẽ không để cho bí cảnh sụp đổ, còn như đại giới mặt hắn cũng không dám đi, vạn nhất lại để cho một cái đại giới mặt sụp đổ đâu. Đi, hắn khống chế thiên đình hướng nam mới bay đi, rất nhanh liền tìm được một cái đại bí cảnh. Độc ma tử địa phụ cận có mấy cái bí cảnh, trước kia bị minh tộc nhân tộc tranh đoạt khống chế, giờ phút này bí cảnh bên trong nửa cái minh tộc không nhìn thấy, nhân tộc trinh sát cũng không có đem bên trong hoa cỏ cây cối toàn bộ làm đi vào. Giang giật điều tập từng đám cường giả yêu tộc ra, đem bên trong hoa cỏ cây cối toàn bộ cho rời đi đi vào. Những nơi đi qua thật là không có một ngọn cỏ, tự liền một cái côn trùng một đầu tiểu ngư đều không buông tha, đem toàn bộ bí cảnh bên trong thực vật động vật sinh linh đều rời đi đi vào. Khai, bận rộn đại nửa ngày về sau, Giang giật mở ra thông đạo, bắt đầu hấp thu cái này đại bí cảnh bên trong thiên địa linh khí. Đáng tiếc loại này bí cảnh không gian quá bất ổn định, chỉ là hấp thu một hồi giang giật cũng cảm giác không gian muốn sụp đổ vội vàng đóng lại thông đạo rời đi đại bí cảnh kế tiếp giang giật tiến vào thiên đình hướng xuống một cái bí cảnh bay đi mạnh nhanh thân thể lóe lên ra giang giật bên cạnh hỏi ngươi làm những này làm gì ta cái kia tu di không gian bên trong không có cái gì không thích hợp người ở lại sở dĩ giang giật thuận miệng giải thích một câu mạnh nhanh lại có hoài nghi nói ra có thể hay không mang ta vào xem không thể Giang giật phi thường khẳng định nói ra, mạnh đại ca, thực lực ngươi quá mạnh, vẫn là trong tiên vực người, ta cái kia không gian không quá ổn định. Giống như ngươi đi vào dẫn đến không gian sụp đổ, ta người toàn bộ muốn bị không gian chi lực rảo sát a. Ừm, cũng là, mạnh nhanh không nghi ngờ lừa dối, chỉ là lặp đi lặp lại bàn giao để Giang giật hấp thu thiên địa linh khí cùng nguyên tố lúc nhất định muốn cẩn thận cẩn thận hơn, ngàn vạn không thể có thể dẫn đến thiên địa pháp tắc hỗn loạn, dẫn đến không gian sụp đổ, kinh động đến hình sự đại nhân. Giang giật rất nhanh đến cái thứ hai bí cảnh, lập lại chiêu cũ phái từng bầy cường giả yêu tộc ra đem bên trong thảo đều cho lột sạch. Cái này đại bí cảnh bên trong giã thú tương đối nhiều, toàn bộ bị bắt đi vào. Bất quá giang giật nghiêm cấm bên trong yêu tộc săn giết giã thú, trước hết để cho giã thú sinh sôi một chút, để bí cảnh tiếp tục biến lớn, dạng này liền sẽ không phá hư sinh thái. Các loại chờ bên trong đồ vật chuyển di về sau, giang giật tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí nguyên tố, thẳng đến cái này giới diện không gian sắp sụp đổ mới ngừng tốt, hấp thu hai cái đại bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nguyên tố, Giang giật đem những này linh khí cùng nguyên tố đều rót vào đại bí cảnh bên trong, bí cảnh bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, bí cảnh người ở bên trong là không cảm ứng được tăng trưởng, chỉ là phát hiện thiên địa linh khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều. Rất tốt, rất không tệ, Giang giật dò xét thoáng cái bên trong thế giới, phát hiện bên trong hoa cỏ cây cối bắt đầu sinh trưởng. Bên trong giã thú côn trùng chim bay đều quen thuộc thế giới bên trong hoàn cảnh, an nhàn sinh hoạt. Tiền vạn quán giám thị nhân tộc, tại một cái hồ lớn bên cạnh tu luyện từng tòa tòa thành. Thiên Phượng Đại Đế quản lý yêu tộc, đem yêu tộc tụ tập tại trong một vùng núi, nghiêm cấm rời đi phụ cận dãy núi, không phải rối loạn. Hết thảy đều tại Triều Mỹ hảo phương diện phát triển, đây là giang giật gia viên của mình, thế giới của mình, hắn phi thường vui vì kiến tạo gia viên của mình cố gắng. Hắn tiếp tục phi hành, tiếp tục tìm kiếm bí cảnh, chuyển di bí cảnh bên trong sinh linh hoa cây cỏ mộc, hấp thu linh khí nguyên tố. Tại một ngày sau đó hắn tao ngộ nhân tộc trinh sát, hỏi thăm một chút thiên hồng giới tình báo, xác định bên trong không có đại sự về sau, hắn càng thêm yên tâm. Cũng không đi thiên hồng giới, ngay tại phía ngoài trong hư không bốn phía đi dạo tìm kiếm bí cảnh, hấp thụ thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Một ngày, mười ngày, một tháng, Giang giật ở bên ngoài đi vòng vo một tháng, tìm được mấy trăm đại bí cảnh, nơi hắn đi qua bí cảnh bên trong hoa cỏ cây cối tẩu thú chim bay ngư trùng toàn bộ biến mất, có thể nói là không có một ngọn cỏ bên trong thiên địa linh khí cũng biến thành yếu kém không thôi, không gian phi thường không ổn định, đem rất nhiều đi theo hắn dò xét trinh sát đều dọa sợ, đều không rõ vị gia này đang làm gì. Ông, Giang giật thân thể thiểm bí cảnh bên trong hồ lớn một bên, nhìn qua bên hồ một tòa to lớn đại thành trì, từng hàng chỉnh tề tòa thành, nhìn xem trong thành trì bình yên sinh hoạt các tộc con em, nội tâm của hắn vô cùng phong phú yên ổn cùng khoái hoạt. Giang đế thành, nhìn qua thành trì bên trên ba chữ to, Giang giật nhếch miệng cười, Giang đế hai chữ hắn đã thật lâu không nghe thấy, kia là thiên tinh giới con dân đối với hắn xưng hô. Hiu hiu hiu, từng bầy người bay ra, đem Giang giật đón vào. Mặc dù Giang giật một mực rất rõ ràng bên trong phát sinh sự tình, bất quá gần nhất đều chưa từng xuất hiện, hắn vừa về đến mọi người tự nhiên là an tâm cùng cao hứng. Lão đại, tiền vạn quán một bên vây quanh Giang giật hướng thành nội bay đi, một bên hồ nghi truyền âm hỏi, ra quái sự, ta phát hiện một cái thiên đại vấn đề cái này tu di giới diện một mực tại trưởng thành, mà lại trưởng thành tốc độ quá dọa người, Sau so một tháng trước ít nhất lớn gấp 20 lần không ngừng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, Giang giật cười thần bí, cái này giới diện tự nhiên một mực tại trưởng thành, bởi vì hắn hấp thu mấy trăm bí cảnh thiên địa linh khí cùng nguyên tố, không trưởng thành mới là lạ chứ. Giờ phút này hẳn là có thiên linh giới một phần năm lớn như vậy, tùy ý có thể an trí mấy trăm ước nhân tộc yêu tộc vào đây. Đương nhiên, những chuyện này Giang giật cũng không hội nói cho tiền vạn quán, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn cười khẽ lắc đầu giải thích nói, các ngươi đừng quản những này, coi như cái này giới diện xuất hiện thiên đại sự tình đều đừng lo lắng, hết thảy đều tại ta trong khống chế, ta có thể cho cam đoan của ngươi là nơi này tuyệt đối an toàn. Tốt, tiền vạn quán nhất tin tưởng giang giật, tự không tại nhiều nghĩ, dù sao chuyện gì đều có giang giật, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, lão đại, ta còn không biết cái này tu di thế giới kêu cái gì đâu ngươi biết kêu cái gì sao. Kêu cái gì, giang giật có chút ngạc nhiên, sau đó bốn mắt quét qua, cười nhạt một cái nói, các người có thể xưng hô cái này giới diện là giang giới. chương 2101, Phong Thiên Đế, Thiên Hồng Giới rất bình tĩnh, bất quá thanh đế chết rồi, giang giật đi ra hơn một tháng còn chưa có trở lại, Thiên Hồng Giới khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Giang giật đem minh đế đánh lui, đây là một cái duy nhất để Thiên Hồng Giới vạn tộc an tâm sự tình, cũng là Thiên Hồng Giới mấy ngàn vạn quân đội không có phát sinh rối loạn nguyên nhân, nếu không Thiên Hồng Giới đã sớm loạn thành nhất đoàn, rất nhiều người đều hội điên rồi giang giật đến cùng đang làm gì trinh sát không ngừng đem giang giật hành tung hồi báo phát hiện giang giật đi từng cái đại bí cảnh mà sau khi hắn rời đi kia từng cái đại bí cảnh lại trở thành tử địa bên trong biến không có một ngọn cỏ bên trong không gian dị thường không ổn định mặc dù đang chậm rãi khôi phục nhưng nếu có cường giả ở bên trong phóng thích công kích cái kia đại bí cảnh sẽ lập tức sụp đổ còn có thiên yêu giới bên kia xuất hiện dị trạng cũng bị truyền trở về bên kia ba động quá kinh khủng kinh động thiên hồng giới bên này trinh sát mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng thiên hồng giới vạn tộc vẫn là hơi có chút bất an tâm giang giật còn chưa có trở lại dự định hắn tiếp tục tại thiên hồng giới ngoại đi dạo tiếp tục tìm kiếm bí cảnh tựa hồ hắn căn bản không có ý định quản thiên hồng giới vạn tộc chẳng lẽ giang giật mang thù mặc kệ thiên hồng giới vạn tộc rất nhiều gia tộc tộc trưởng nội tâm lo lắng bất an viêm đế đao nô bọn người nhất là sợ hãi giống như giang giật thật mang thù để ý trước kia các tộc đối với hắn nói xấu cùng ân oán của hắn, không để ý tới thiên hồng giới, bọn hắn đều muốn bị diệt tộc A. À. Nửa tháng, một tháng, lần nữa qua một tháng, viêm đế bọn người rốt cuộc ngồi không yên, giang giật còn ở bên ngoài đi dạo, căn bản cũng không có dự định xoay chuyển trời đất hồng giới ý tứ. Viêm đế liên hợp chư vị đại gia tộc tộc trưởng đều đi tìm ngụy Thiên Vương đám người, để ngụy Thiên Vương đi đem giang giật cho mời về. Ngụy Thiên Vương mở chừng hai mắt, căn bản không để ý mọi người. Lặng lẽ nói muốn tìm bọn hắn đi tìm đi, lúc trước nói giang giật là ma tinh, là tội ác tài trời đại ma đầu, đối với hắn truy sát thời điểm làm sao không nghĩ đến hôm nay A nhân tộc gặp nạn rồi, giang giật có thể cứu bọn hắn mệnh, ngược lại là đều nghĩ đến giang giật. Mà lại muốn cầu giang giật còn không muốn không nể mặt, nhất định phải ngụy thiên vương đi hắn cũng không làm. Mọi người cuống lên, Minh Đế nghỉ ngơi hai tháng, không sai biệt lắm nhanh khôi phục đi giống như còn không nghĩ biện pháp, chờ Minh Đế ngóc đầu trở lại, nhân tộc còn có hy vọng. Nói thật, viêm đế bọn người đối với giang giật đánh giết minh đế cũng không có quá lớn lòng tin, mặc dù một khắc này giang giật hiển lộ ra khí thế kinh khủng. Nhưng khí thế không có nghĩa là chiến lực, huống chi giang giật bị minh đế nhẹ nhõm kích thương. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc cùng minh đế đấu bao lâu có thể từng thấy ai chém giết qua minh đế thanh đế đều có thể chết tại minh đế trong tay, giang giật có thể làm. Sở dĩ mọi người bức thiết cần nghĩ muốn hiểu rõ giang giật ý nghĩ, đem giang giật tìm trở về mọi người hợp mưu hợp sức nhìn xem có thể hay không có biện pháp đánh giết minh đế dầu gì cũng muốn bảo trụ rằng có thế cục bảo trụ thiên hồng giới a cuối cùng viêm đế cắn giang mang theo thạch đế ngân đế còn có các đại gia tộc tộc trưởng truyền tống đi hư không bên ngoài căn cứ trinh sát chỉ dẫn hướng giang giật chỗ khu vực bay đi giang giật còn tại chuyển di hoa cỏ cây cối bắt chim bay ngư trùng hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố giờ phút này giang giới lần nữa biến lớn gấp đôi đã có thiên linh giới một nửa lớn như vậy, giang giật vẫn còn không có thỏa mãn. Bởi vì nhân tộc rất rất nhiều, bảy cái tiểu thiên thế giới bên trong nhân tộc cũng không biết có bao nhiêu ức. Nhiều người như vậy muốn chuyển di vào đây, cần bao lớn địa bàn giống như cứng rắn nhét vào đến ngược lại là đầy đủ. Nhưng vào đây an trí cũng không phải một hai ngày, giống như ở bên trong lại mấy tháng mấy năm, thậm chí mấy chục năm, bên trong nhân tộc bởi vì tài nguyên rất thiếu, địa bàn không đủ, khẳng định hội bộc phát đại chiến, áp chế đều áp chế không nổi sở dĩ giang giật muốn đem giang giới lại mở rộng gấp đôi ít nhất có thiên linh giới lớn như vậy vậy liền có thể chứa đủ nhiều người hiu giang giật mới vừa từ một cái đại bí cảnh ra nơi xa mấy trăm đạo lưu quang bay tới giang giật ánh mắt quét qua có chút kinh ngạc sau đó mặt không thay đổi đứng tại chỗ chờ đợi nơi xa vài trăm người bay tới tới là viêm đế bọn hắn mọi người nhanh chóng bay tới đến giang giật phía trước sau toàn bộ cung kính hành lễ bất quá viêm đế bọn người nhất thời không biết xưng hô như thế nào giang giật chỉ có thể mập mờ suy đoán không người nói ra tham kiến đại nhân. Chuyện gì, Giang giật lạnh băng băng trả lời một câu, hắn xuất thủ đánh lui minh đế, cứu được nhân tộc, cũng không đại biểu hắn đối viêm đế bọn người có hảo cảm. Viêm đế bọn người lúng túng liếc nhau, thạch đế cùng ngân đế ngậm miệng không nói, còn lại gia tộc tộc trưởng càng là không dám mở miệng, viêm đế chỉ có thể cắn răng nói ra, đại nhân, căn cứ trinh sát hồi báo, minh tộc bên kia lại ngo ngoe muốn động, đoán chừng rất mau đem hội lần nữa tiến công thiên hồng giới, không biết, đại nhân nhưng có thượng sách giang giật ánh mắt liếc nhìn các tộc tộc trưởng một chút phát hiện hắn bên này người đều không đến tới ngược lại đều là trước kia đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí nhiều lần tham dự đuổi giết hắn thành viên gia tộc hắn cười lạnh một tiếng nói không có thượng sách ta có việc chính các ngươi nhìn xem đủ đi nói giang giật muốn đi cái này nhưng làm mọi người dọa cho chết rồi giang giật giống như mặc kệ thiên hồng giới bằng vào viêm đế bọn người làm sao có thể chống đỡ được minh đế Vù vù, lập tức phiêm đế dẫn một đám người bay đi vây quanh giang giật, nhìn thấy giang giật sắc mặt lạnh lẽo, rất nhiều gia tộc tộc trưởng cắn răng quỳ xuống, tiếp lấy từng mảnh từng mảnh người quỳ xuống. Thạch đế cùng ngân đế ngược lại là không có quỳ, bởi vì hai người gia tộc đã sớm hủy diệt, chỉ còn lại hai người bọn họ, thiên hồng giới chết sống bọn hắn cũng không để ý. Bịch, phiêm đế bất đắc dĩ quỳ xuống, phiêm ra con em thế nhưng là đông đảo, trực hệ chi thứ cộng lại mấy chục vạn người đâu, phiêm đế sầu mi khổ kiểm nói ra, giang đại nhân, trước kia là chúng ta không đúng, người muốn đánh phải phạt muốn giết đều có thể, hy vọng ngươi xem ở cùng là nhân tộc đồng bào phân thượng mau cứu đại gia. Giang đại nhân, rất nhiều người quỳ xuống lạnh, cất tiếng đau buồn kêu khóc nói. Giang giật mắt lạnh lẽo lướt nhìn một đám người, một câu không nói, dừng một chút trực tiếp tiến vào thiên đình, hướng nơi xa bay đi, căn bản không có phản ứng mọi người ý tứ. Giang đại nhân, viêm đế nhìn qua thiên đình bay đi triệt để luống cuống, thất kinh giống dài một tiếng, mọi người tinh thần chán nản nhìn qua thiên đình nơi xa, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tại thiên hồng giới trở lấy, mặt khác truyền lệnh bảy đại tiểu thiên thế giới, sở hữu nhân tộc tụ tập tại một cái giới diện, chờ đợi mệnh lệnh của ta, ta một tháng sau liền trở lại. Sau một lát, giọng nói lạnh lùng vang lên tại tất cả mọi người bên tai, mọi người thân thể run lên, đột nhiên có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác, liếc nhau tựa như có thấy được hy vọng. Giang giật cũng không định mặc kệ nhân tộc, mà lại hắn ngữ khí phi thường kiên định, xem ra sớm có thượng sách. Giờ khắc này mọi người lại tựa như tìm được chủ tâm cốt, thấy được hy vọng. Nếu không, một cái đại tộc tộc trưởng đề nghị, chúng ta liên hợp vạn tộc, cho giang giật phong thiên đế giang giật một khi thượng vị, liền là nhân tộc chi chủ, hắn luôn không khả năng không cân nhắc bận tâm vạn tộc đi. Thiên đế, viêm đế đùa cợt cười nói, tốt nhất vẫn là đừng đi làm những này, nếu không rất dễ dàng làm tức giận giang giật. Hắn năm đó đều có thể tương thiên đế chi vị chắp tay nhường cho, nói rõ căn bản cũng không để ý những này hư danh, giờ phút này đến lúc nào rồi phong cái này có ý nghĩa gì vẫn là đánh lui minh tộc rồi nói sau ai đao nô nhìn thiên đình rời đi phương hướng trong lúc nhất thời cảm giác thổn thức không thôi hắn lờ mờ nhớ tới năm đó lần thứ nhất tại cửu dương thành gặp giang giật thời điểm khi đó giang giật phi thường nhỏ yếu không nói hắn đao lãnh đều có thể một chiêu diệt sát lúc này mới bao nhiêu năm thiếu niên này thế mà phát triển đến tình trạng như thế đều trở thành nhân tộc duy nhất hy vọng muốn phong thiên đế chương 2102, san bằng minh giới. Giang giật tại một tháng sau đúng hẹn trở về, tại hắn ra cửu dương thành về sau, cửu dương thành sôi trào. Ba tháng qua cửu dương thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, Giang giật trở về để thành nội thoáng cái an định xuống tới. Ngụy Thiên Vương muốn cho Giang giật khai tiếp phong yến, bị Giang giật cự tuyệt. Mà lại Giang giật còn không có dừng lại, chỉ là truyền lệnh để thiên hồng giới các tộc an tâm chớ vội, hết thảy như cũ. Tu luyện tiếp tục tu luyện, diễn luyện tiếp tục diễn luyện, dò xét tiếp tục dò xét, chờ hắn ra lệnh làm việc là đủ. Giang giật mang theo Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương truyền tống đi địa giới, địa giới đã sớm nhận được mệnh lệnh. Lục ưng vương cùng ô thiên vương tự mình trở về, đem địa giới vạn giới đại tộc con em đều triệu tập đến địa sát giới, chờ đợi giang giật mệnh lệnh. Ông, giang giật cùng Ngụy thiên vương vân thiên vương tại địa sát thành bên trong thoáng hiện. lục ưng vương ô thiên vương bọn người liền vội vàng ninh đón, giang giật ánh mắt bốn phía liếc nhìn, phát hiện rất nhiều người quen, còn ngoài ý muốn thấy được huyền đế tiêu hoàng bọn người. Thật nhiều người a, à, Giang giật thần thức quét thoáng cái địa sát thành bên ngoài, phát hiện đen nghịt đều là người, ít nhất có 40 tỷ, hắn cùng huyền đế lục ưng vương bọn người hàn huyên vài câu, ánh mắt nhìn về phía mạch lăng thu hỏi địa giới nhân tộc tập kết bao nhiêu. Lục ưng vương nghĩ nghĩ trở lại, bốn thành, bốn thành, Giang giật nội tâm trầm xuống, hắn vẫn là xem thường nhân tộc số lượng A, vẻn vẹn địa giới nhân tộc tụ có hơn một ngàn ức, còn lại mấy cái tiểu thiên thế giới khẳng định cũng kém không nhiều. Giống như lại thêm vạn tượng tiểu giới kia nhân tộc số lượng căn bản là không có cách thống kê. Địa giới sở hữu nhân khẩu nhiều như vậy là bởi vì thiên hồng giới nhân tộc đều phân biệt truyền tống tới 7 cái tiểu thiên thế giới. Thiên hồng giới nhân khẩu nhiều lắm, 7 cái tiểu thiên thế giới gánh vác xuống tới mỗi một cái giới diện đều có 20-30 tỷ. Chứa không nổi, giang giật khẽ cười khổ lắc đầu, hắn cái kia giang giới đã có thiên linh giới lớn như vậy, giống như nhân khẩu dày đặc một chút, chen một chút có thể an trí ba bốn ngàn trăm triệu nhân khẩu. Nhưng bảy cái tiểu thiên thế giới nhân khẩu tự có bảy, tám ngàn ức, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Trước chuyển di đi, có thể chuyển di bao nhiêu là bao nhiêu, chỉ ít lưu lại nhân tộc hương hỏa, có thể bảo chứng nhân tộc không diệt tộc. Thời gian cấp bách giang giật không có đi suy nghĩ nhiều, hắn thân thể bay ra địa sát thành, sau đó mở ra liên tiếp giang giới thông đạo. Thông đạo truyền ra hấp lực, đem từng bầy người đều hút vào đi vào. Nhìn thấy đám người có chút bạo động, Giang giật quát lạnh âm thanh lập tức vang lên, ta là Giang giật, tất cả mọi người đừng lo lắng, ta đem tất cả mang đến một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Ở bên trong sẽ có người an trí các ngươi, các ngươi trở ra chờ đợi mệnh lệnh là được, tuyệt đối không có người tổn thương các ngươi. Giang giật danh tự này tựa như có được thần kỳ ma lực, địa sát thành bên ngoài thoáng cái an định rất nhiều. Lục ưng vương cùng ô thiên vương bọn người trở về truyền rất nhiều giang giật sự tích, giang giật theo một cái tội ác tài trời ma đầu, biến thành một cái nhân tộc anh hùng, thanh đế di mệnh tương đương đem nhân tộc giao cho giang giật, ai dám không phục. Trọng yếu nhất chính là giang giật là theo địa giới đi ra, chẳng khác gì là người một nhà. Người nơi này cơ hồ là địa giới người, đối với giang giật giác quan đương nhiên tốt rất nhiều. Tốc độ có chút chậm, mặc dù thông đạo trở nên phi thường lớn, đem người hút vào tốc độ thật nhanh, nhưng giang giật nội tâm vẫn là càng ngày càng nặng trọng. Theo tốc độ này, muốn đem tất cả mọi người hút vào đi vào, ít nhất phải 10 ngày, đây là một cái địa giới, còn lại tiểu thiên thế giới đâu. Khoảng cách Minh Đế rút đi đã 3 tháng nhiều tháng, Minh Đế rất có thể đã khôi phục nguyên khí. Nàng có thể sẽ lần nữa xuất trinh, mà Giang Giật cũng không có nghĩ đến biện pháp đối phó nàng. Sáng tạo ra một cái thế giới, Giang Giật trong khoảng thời gian này quá bận rộn đem Giang Giới mở rộng, đem Giang Giới hoàn thiện, cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc tăng lên chiến lược sự tình. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng còn không có tìm tới phương hướng, hắn vốn cho là đem sở hữu nhân tộc rời đi, hậu phương ổn định, có thời gian cùng minh đế chậm rãi đùa. Lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách chuyển di tất cả nhân tộc, cũng cũng không đủ thời gian đi chuyển di bảy cái tiểu thiên thế giới nhân tộc, chớ nói chi là vạn tượng tiểu giới. Làm sao bây giờ, giang giật sừng sướng trên hư không, liên tiếp giang giới thông đạo tự động đem người cho hút vào đi vào, bên trong có tiền vạn quán bọn người hỗ trợ an trí, căn bản không cần hắn thêm quan tâm hắn nghĩ nghĩ tự sừng sướng giữa không trung phía trên trực tiếp nhập định, bắt đầu nghĩ biện pháp, nghĩ phá cục chi pháp. Ba ngày, năm ngày, tám ngày, Giang giật mở mắt, nhìn thấy ngoài thành đã trống rỗng, phần lớn người đã truyền tống vào đi. Tâm hắn niệm yên lặng tại thứ chín khỏa tinh thần bên trong, liếc nhìn Giang giới phát hiện bên trong rất ổn định. Tiền vạn quán năng lực không cần hoài nghi, tất cả mọi chuyện đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng, Giang giới bên trong không có bất kỳ cái gì loạn tượng có thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế tại, Giang giật phi thường yên tâm, không ai dám ở bên trong làm loạn. Giang giật đem tất cả mọi chuyện đều giao cho tiền vạn quán, hai vị yêu tộc đại đế phụ trợ hắn. Lần nữa đợi một ngày, gần như tất cả mọi người truyền tống vào đi, Giang giật ánh mắt nhìn về phía ô thiên vương, lục ưng vương huyền đế bọn người, nói ra các người cũng đi vào đi. Lão phu tự không tiến vào, ta còn là ở bên ngoài chiến đấu đi, ở bên trong tham sống sợ chết không phải bản vương tính cách lục ưng vương cự tuyệt tiến vào mặc vô tộc đều đi vào hắn không có lo lắng chuẩn bị tử chiến đến cùng ô thiên vương mạch lăng thu bọn người cũng giống như thế giang giật cũng không miễn cưỡng ánh mắt của hắn nhìn về phía huyền đế nói ra đi thôi huyền đế chúng ta hồi trở lại thiên tinh giới một chuyến lục ưng vương các ngươi lại tổ chức một chút địa giới tinh anh con em tụ tập đến chỗ này sát giới đi thiên tinh giới còn có rất nhiều gia tộc giang giật trước kia mang không được mọi người tới thượng giới lại không quan hệ hắn có thể nhẹ nhõm chuyển di đi chính mình giang giới, thiên tinh giới là hắn cái, hắn tự nhiên muốn quan tâm một chút. Không ra ngoài dữ liệu của hắn, về tới thiên tinh giới về sau, giang giật nhẹ nhõm có thể mở ra thông đạo, đem thiên tinh giới các gia tộc tử đệ chuyển di đi giang giới bên trong. Hắn còn đem y phiêu phiêu y thiền chiến vô song tiền vạn quán bọn người phóng ra, không bằng hắn không có thời gian đem thiên tinh giới người đều cho thu vào đi, chỉ đem các đại gia tộc toàn bộ con em thu vào, tự truyền tống về địa giới. Về tới địa giới, địa sát thành bên ngoài lại tụ tập vài ức người. Giang giật đầu một trận đại, quá nhiều người giang giới căn bản an trí không được nhiều như vậy, mà lại hắn cũng không có thời gian. Được rồi, có thể chuyển di bao nhiêu chuyển di bao nhiêu. Giang giật nội tâm rất nhanh làm xuống quyết định, trong khoảng thời gian này hắn tận lực chuyển di nhân tộc, một khi minh tộc có dị động hắn sẽ lập tức ngừng hành động, sau đó mang theo đại quân xuất trinh. Không sai, liền là xuất trinh, tốt nhất phòng ngự là công kích. Minh đế người này lòng nghi ngờ phi thường trọng, giống như bên này hung hăng phòng thủ, ngược lại sẽ gây nên minh đế hoài nghi. Muốn để minh đế thành thật một chút, duy trì song phương cùng tồn tại cục diện, kia chỉ có chủ động xuất kích, đem minh đế đánh sợ, đánh cho không dám thiện động. Luận âm mưu quỷ kế, minh đế nói đệ nhất không ai dám nói thứ hai. Loại người này thích tính toán, thích âm đến, giang giật một khi mang binh xuất trinh, muốn cùng minh đế cứng đối cứng nàng ngược lại sẽ kiêng kỵ, hội hoài nghi giang giật có diệt sát thực lực của nàng. Giang giật cần thời gian, một là hắn giang giới không đủ lớn, giả không được nhiều người như vậy, hai là hắn căn bản không diệt được minh đế. Hắn cần một đoạn hòa bình cùng tồn tại thời gian, mà thời gian này nhất định phải thông qua chiến tranh mục đích đạt tới. Xuất trinh, Giang giật đột nhiên quát khẽ, Ngụy Thiên Vương, người lập tức truyền tống đi thiên hồng giới, thông cáo toàn bộ nhân tộc đại quân, một tháng sau ta đem xuất lĩnh đại quân xuất trinh, diệt sát minh đế, san bằng minh giới. chương 2103, xuất trinh, một tháng sau xuất trinh, giang giật mệnh lệnh rất nhanh như bông tuyết truyền khắp toàn bộ thiên hồng giới mà lại giang giật ngữ khí phi thường khẳng định đều không có bất kỳ cái gì thương nghị trực tiếp hạ lệnh tựa như hắn là thiên đế làm cho không người nào có thể kháng cự viêm đế bọn người có chút nhức đầu giang giật cái gì đều không cùng mọi người nói cái gì ngọn nguồn đều không có giao trực tiếp hạ lệnh cái này sau so thanh đế còn muốn bá đạo thanh đế năm đó phải xuất trinh muốn xuất chiến sẽ còn triệu tập mọi người cùng nhau thương nghị một phen Giang giật ngược lại tốt, mặt đều bất lộ phái người trở về trực tiếp truyền lệnh. đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, không ai kháng cự Giang giật mệnh lệnh. Nếu không Giang giật buông tay mặc kệ, mang theo Ngụy Thiên Vương bọn người rút lui, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Địa giới tin tức truyền đến, Giang giật có được một loại phi thường kỳ dị thần thông, hắn thế mà đem địa giới mấy chục tỷ người cho rời đi. Còn chuyển di đi nơi nào, ai cũng không biết. Giang giật làm sao có thể đem mấy trăm ức người rời đi, cái này cũng không ai biết được. Giang giật chuyển di địa phương, Minh Đế có thể hay không tìm được có thể hay không phá khai cái này ai cũng không biết. Bất quá Giang giật đã làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, nói không chừng hắn đem mọi người truyền tống đi địa phương, Minh Đế thật tìm không thấy đâu. Thiên hồng giới toàn bộ động viên, bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị, bọn diễn luyện đến càng khí thế ngất trời. Đây không phải vì Giang giật, mà là vì mình, vì bọn hắn gia tộc. Giang giật tại đem địa giới đem truyền tống tới vài ức người chuyển di sau liền rời đi địa giới địa giới còn có rất nhiều con dân nhưng đối với giang giật tới nói ngoại trừ cùng hắn có quan hệ gia tộc còn lại bất luận cái gì con dân đều là giống nhau địa giới chính là người phong giới hỏa giới lôi giới đều là người không thể nặng bên này nhẹ bên kia hắn chuẩn bị mỗi cái giới diện chuyển di một chút gia tộc con dân mỗi cái giới chuyển di mấy trăm ức dạng này chỉ ít mỗi cái giới đều lưu lại hỏa trùng giang giật ngựa không dừng vó đi phong giới bên kia đã sớm tụ tập mấy chục tỷ người Giang giật lần này dùng 5 ngày làm hạn định, mặc kệ có thể chuyển di bao nhiêu người, 5 ngày sau đó lập tức rời đi. Còn có 6 cái giới diện, vừa vặn một tháng thời gian. Đồng thời giang giật có chút hấp thu một chút thiên địa linh khí cùng nguyên tố, tiếp tục để giang giới khuếch trương, hắn còn điều tập đại lượng đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày đi vào, để tiền vạn quán phân phối xuống dưới. Giang giới giờ phút này đã phi thường phồn hoa, vô số thành trì rút lên mà lên, từng khối địa bàn bị phân chia xuống dưới tiền vạn quán cho địa bàn cho vô cùng ít ỏi, chủ yếu có thể ở lại, có thể hoạt động là được, không đến mức cảm giác chen chúc kiềm chế. Vào đây nhân tộc rất nhiều đều có không gian giới chỉ, tự mang rất nhiều vật phẩm, thời gian ngắn có thể sinh tồn được không là vấn đề. Mà lại các giới con dân cơ bản đều là thiên thần, chỉ cần giới diện có thể có thiên địa linh khí, dựa vào tu luyện liền có thể đứng vững mấy năm. Giang giật mặc kệ bên trong sự tình, toàn quyền giao cho tiền vạn quán, hắn một mực tại quan sát còn lại giới diện, quan sát toàn bộ thế giới diễn hóa một mực đang nghĩ lấy mượn thế nào trở thế giới của mình hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự hắn không có hỗn độn chi khí hắn đã đánh mất một loại cường đại phòng ngự thủ đoạn mặc dù trong thế giới này có rất nhiều hỗn độn nhưng giang giật không dám loạn động sợ ảnh hưởng thế giới này pháp tắc sợ làm cho thế giới sụp đổ trong thế giới này có đếm không hết nhân tộc cùng yêu tộc vạn nhất sụp đổ xảy ra chuyện giang giật sợ là chỉ có thể tự sát tả tội sở dĩ Giang giật chiến lực kỳ thật phi thường thấp, không có hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên các loại bản nguyên, không có hỗn độn chi khí, huyền hoàng chi lực, không có phong chi nguyên độc chi nguyên, hắn liền là một cái bình thường phong vương cấp, nhiều nhất thiên đình có thể bảo vệ hắn. Giang giật cũng không có uể oải, hắn đều có thể sáng tạo một cái thế giới, hắn tại trong thế giới của hắn, là không gì làm không được thần thông, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Ít nhất hắn có một loại phi thường nghịch thiên thần thông cùng thủ đoạn. Giống như, có minh tộc dám đuổi giết hắn, dám vào nhập kia mở ra liên tiếp thông đạo, dám vào nhập thế giới của hắn, ai đi vào ai chết. Giang giật còn có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem minh đế cho dẫn dụ đi vào, sau đó chân áp nghiền sát. Bất quá nghĩ đến minh đế xào trá như hồ, chắc chắn sẽ không đơn giản mắc lừa. Giang giật đối với ý nghĩ này cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Hắn đã có đường lui, thực sự bất đắc dĩ, hắn trong nháy mắt tiến vào thế giới của mình bên trong, đừng nói minh đế, rất có thể tiên vực đại nhân đều không cách nào tìm tới chính mình. Bởi vì mạnh nanh căn bản dò xét không được hắn thế giới kia, điểm này chứng minh thế giới kia cùng hồng mông thế giới hoàn toàn tách rời, chỉ cần hắn không mở ra thông đạo, ai cũng vào không được thế giới của hắn. Tại phong giới chờ đợi 5 ngày, Giang giật đi lôi giới, chờ tại lôi ra chờ đợi 5 ngày, Giang giật về tới thiên hồng giới nhưng không có lập tức rời đi, mà là hạ một loạt mệnh lệnh. Thiên hồng giới toàn bộ đại quân tề động, thiên phượng đại đế ra tự mình dẫn đầu đại quân lao tới thiên cương giới. Giang giật lần này mệnh lệnh dưới rất vội vàng, rất ác độc. Hắn chỉ là lưu lại 300 vạn giả yếu quân đội chấn thủ thiên hồng giới, còn lại quân đội toàn bộ điều tập ra ngoài, dòng dã hơn một ức đại quân trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương giới bay đi. Nguyên bản nói một tháng sau xuất trinh, trước thời hạn. Giang giật còn đem 7 cái tiểu thiên thế giới có thể triệu tập quân đội gần như đều điều tập, cường giả dốc toàn bộ lực lượng, thiên hồng giới tương đương đã từ bỏ, tùy ý đến mấy cái minh vương mang theo mấy trăm vạn quân đội liền có thể công chiếm. Giang giật quyết định này để viêm đế bọn người phi thường lo lắng, dù sao thiên hồng giới như bị chiếm lĩnh, bọn hắn đều bị đoạn mất đường lui. Mà lại thiên hồng giới còn liên tiếp cái này bảy cái tiểu thiên thế giới, tiểu thiên thế giới lại kết nối lấy vạn tượng tiểu giới. Giống như thiên hồng giới bị minh giới chiếm cứ, nhân tộc quân đội biến tướng thành một mình, bảy cái tiểu thiên thế giới bên trong nhân tộc Giang giật cũng không có toàn bộ chuyển di, chớ nói chi là ức vạn vạn tượng tiểu giới, đây chính là nhân tộc căn cơ A. À. Minh tộc tùy ý triệu tập mấy trăm vạn quân đội, công chiếm thiên hồng giới, tiếp theo công chiếm tiểu thiên thế giới, cuối cùng mỗi cái vạn tượng tiểu giới truyền tống một cái minh tộc đi vào, toàn bộ hồng mông thế giới nhân tộc liền sẽ triệt để xong đời. Giang giật không có cùng mọi người giải thích, bá rất để toàn bộ đại quân xuất trinh, một cường giả đều không có lưu lại. Tại viêm đế bọn người trần chờ không định giờ, Giang giật phi thường kiên quyết nói hoặc là nghe hắn, hoặc là hắn tự mặc kệ nhân tộc. Viêm đế nhóm người bất đắc dĩ triệu tập toàn bộ đại quân đi thiên hồng giới ngoại, đi theo thiên phượng đại đế trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương giới bay đi. Giang giật không cùng theo đại quân tiến đến, cũng không có nói cho đại quân hắn sẽ cùng theo đi. Hắn đem thần nghề đại đế lưu tại thiên hồng giới, một người đi một giới, tiếp tục chuyển di nhân tộc con dân. Ai cũng không biết Giang giật là thế nào nghĩ, bao quát ngụy thiên vương, thiên phượng đại đế. Bất quá thiên phượng đại đế bọn người ngược lại là biết rõ, Giang giật một chiêu này rất cao minh. Người một nhà đều nhìn không thấu ý đồ của hắn, minh tộc thấy thế nào mặc minh đế thấy thế nào mặc minh đế người này xảo trá như hồ, hết thảy đều thích bày mưu nghi kế. Tại không biết rõ ràng giang giật ý đồ trước đó, chỉ ít. Nàng không có dị động, sẽ không cùng nhân tộc đại quân khai chiến, càng sẽ không đến đánh lén thiên hồng giới. Minh đế kiêng kỵ nhất người là giang giật, đối với nàng tới nói chiếm lĩnh thiên hồng giới, bảy cái tiểu thiên thế giới cùng vạn tượng tiểu giới ý nghĩa cũng không lớn chỉ cần chém giết giang giật, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Không chém giết giang giật, chiếm lĩnh thiên hồng giới cũng vô dụng. 100 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương giới bay đi, nhiều nhất hơn nửa tháng liền có thể đến, đại chiến tái khởi, lần này nhân tộc quân đội cường giả quân đội dốc toàn bộ lực lượng, chân chính bắt đầu quyết chiến. chương 2104, binh pháp đại gia. Nhân tộc đại quân khẽ động, minh tộc bên kia náo nhiệt, bởi vì nhân tộc bên này là dốc toàn bộ lực lượng, không có lưu lại cho mình bất luận cái gì đường lui. Đại chiến nhiều lần như vậy, nhân tộc quân đội đã bị tiêu hao rất nhiều, những năm này tích lũy một chút nội tình gần như đều liều sạch. Lần này tụ tập 100 triệu đại quân là nhân tộc sau cùng tiền vốn, giống như điểm ấy tiền vốn cũng tiêu hao, nhân tộc tụ triệt để không tiếp tục chiến chi lực. Đương nhiên, minh tộc cũng tổn thương nghiêm trọng, mặc dù minh nguyên bên trong còn tại không ngừng dựng dục ra minh tộc chiến sĩ, nhưng minh tộc cường giả muốn tiến hóa dù sao vẫn cần một chút thời gian, nhiều lần đại chiến minh tộc tinh nhuệ tiêu hao rất nhiều, trên tổng thể minh tộc quân đội vẫn là lực áp nhân tộc, cường giả số lượng càng là triệt để nghiền ép. Giang giật sách lược phi thường chính xác, nhân tộc lần này được ăn cả ngã về không, ngược lại để minh tộc bên kia không dám mạo hiểm động. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Giang giật còn không có đi theo đại quân xuất trinh, đây càng để minh đế kiêng kỵ. Giang giật giống như không phải điên rồi, vậy khẳng định có chỗ cầm, có mưu đồ. Giang giật luôn luôn rất điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn dám ở việc này bên trên nổi điên, dù sao quan hệ này đến nhân tộc mệnh mạch. Trọng yếu nhất chính là Hạ Vũ hiểu rõ vô cùng giang giật, biết rõ hắn người này luôn luôn thích kiếm tẩu thiên phong, không theo lẽ thường ra bài. Trên người hắn quỷ dị chỗ cũng quá là nhiều, tỉ như hỗn độn chi khí, tỉ như một khắc này trong thân thể hiển lộ ra khí tức khủng bố. Loại khí tức kia người khác không biết, Hạ Vũ lại phi thường tinh tường, kia là tiên vực lực lượng. Giang giật làm thế nào chiếm được tiên vực lực lượng, Hạ Vũ không rõ, nhưng Giang Giật có được có thể diệt sát năng lực của nàng, điểm này là có thể xác định, mặc dù không biết lực lượng này là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu. Hạ Vũ không dám mạo hiểm, nàng tự mình truyền tống tới thiên cương giới, triệu tập minh tộc đại quân, chờ đợi nhân tộc đại quân đến, chờ đợi Giang Giật đến. Minh tộc trinh sát ngược lại là xuất động rất nhiều, trong hư không khắp nơi ẩn núp minh tộc trinh sát. Minh đế là binh pháp đại sư, nàng tự nhiên hiểu được tình báo tầm quan trọng, chỉ có nắm giữ tất cả tình báo mới có thể bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý nhân tộc đại quân tốc độ không nhanh không chậm thiên phượng đại đế dựa theo giang giật mệnh lệnh quân đội cường giả toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ trinh sát phái đi ra gần trăm vạn bắt đầu cùng minh tộc trinh sát lẫn nhau giám thị khai chiến tiêu diệt toàn bộ đại chiến còn không có lên song phương trinh sát đã trải qua rồi khai chiến lần này song phương phái ra trinh sát đều rất nhiều trong hư không lớn nhỏ bí cảnh bên trong khói lửa nổi lên bốn phía Vẹn vẹn 5 ngày, nhân tộc bên này trinh sát bộ đội quân đội tự chết đi 3 40 vạn, có thể thấy được song phương tranh đoạt tình báo sự khốc liệt. Thiên Phượng Đại Đế đạt được giang giật âm thầm mệnh lệnh, phải tất yếu một đường đem minh tộc trinh sát cho tiêu diệt toàn bộ, sở dĩ hắn quyết tâm phái ra mấy trăm vạn quân đội đi theo trinh sát nhất thống hành động, tiêu diệt toàn bộ minh tộc trinh sát. Tin tức truyền về thiên cương giới, minh đế càng kinh nghi hơn, giang giật cũng không cùng lấy đại quân xuất trinh, Giờ phút này nghe nói tại thiên hồng giới không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt toàn bộ minh tộc trinh sát chẳng lẽ giam giật muốn giấu giếm thiên qua hải, ẩn núp tới, cho một kích chí mạng. Hai quân sẽ khai chiến, nhưng không thấy đối phương chủ soái Cái này chiến đổi lại là ai cũng không dám loạn động, minh đế chỉ có thể phái ra ngàn vạn minh tộc đại quân cùng nhân tộc trinh sát đại quân bắt đầu liều mạng, không thể trưởng khống tình báo, đây là binh gia tối kỵ. Giống như minh đế phái ra đại quân huyết tẩy phe ta trinh sát, lập tức trở về phòng ngự, đại quân biến trận, chia mười cỗ hành quân tốc độ thả chậm chờ ta chạy đến thiên phượng đại đế nhớ tới giang giật mệnh lệnh lập tức đem tất cả trinh sát đều triệu tập trở về sau đó đem hơn một ức đại quân chia mười cỗ hình thành một cái vòng tròn thùng trận tốc độ giảm phân nửa căn bản không thèm để ý bốn phương tám hướng trinh sát tiếp tục hướng thiên cương giới bay đi trinh sát thu sạch trở về viên thông trận tốc độ giảm phân nửa nhân tộc đại quân kỳ dị cử động truyền về để hạ vũ có chút mơ hồ giang giật đây là đến cùng đang dở trò quỷ gì chẳng lẽ là cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian. Dùng hạ vũ trí tuệ thoáng cái liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, nhưng giang giật chậm chạp không có hiện thân, nhân tộc đại quân đích thật là hướng thiên cương giới bay tới, cái này lại để hạ vũ trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Minh cổ, mặc kệ bất luận cái gì âm mưu, hạ vũ đều quyết định không thể làm như vậy ngồi. Nàng đem minh cổ triệu tập vào đây, để hắn triệu tập 2.000 vạn minh tộc đại quân, đi thử xem nhân tộc đại quân phản ứng, dù sao chết đi 2.000 vạn đại quân đối với Minh tộc tới nói căn bản không tính sự tình. Khoảng cách nhân tộc đại quân xuất trình đã mười mấy ngày, nhân tộc đại quân đã đến Thiên Cương giới cùng Thiên Hồng giới ở giữa khu vực. Bên này Minh tộc đại quân giống như toàn lực chạy tới, chỉ cần thời gian 7-8 ngày, giống như nhân tộc đại quân là thật muốn khai chiến, tuyệt đối sẽ nuốt vào cái này 3.000 vạn quân đội. Giống như không phải, cái kia chính là giang giật cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian. Minh cổ tự mình xuất chiến không bằng hắn cũng không cùng theo trước mặt 2.000 vạn quân đội, mà là điều tập 100 triệu đại quân đi theo ở phía sau. 7 ngày sau đó, trước mặt 2.000 vạn quân đội đã tới nhân tộc đại quân bên kia, thống soái bên kia Minh Vương đưa tin cho Minh Cổ xin chỉ thị một bước hành động. Công kích, Minh Cổ ra lệnh, cũng không có mang theo phía sau 100 triệu đại quân tới gần, mà là cách 10 vạn lý, mang theo đại quân lẳng lặng chờ đợi tin tức. Nhân tộc bên kia bên ngoài đã không có trinh sát, chờ Minh tộc đại quân đánh tới, bên này mới phản ứng được. Viêm đế bọn người ý nghĩ đầu tiên là minh đế xuất trinh, giang giật không ở chỗ này, bọn hắn nếu dám khai chiến hậu quả khó mà lường được. Mà lại, trinh sát không chỉ dò xét đến tiến công 2.000 vạn đại quân, phía tây 10 bên ngoài vạn dặm còn có 100 triệu đại quân. Kia phụ cận thuận theo thiên địa, hắc khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, ai cũng không biết đạo minh đế phải trang tiềm phục tại trong đại quân. Công kích, đem cái này 2.000 vạn đại quân nuốt vào, thiên phượng đại đế dò xét một phen tình huống sau lập tức hạ lệnh đem viêm đế thạch đế đao nô bọn người dọa đến hổ khu chấn động. Đây chính là một cái kẻ lỗ mãng A, à, cái gì đều không quan tâm lại để cho khai chiến một khi bị cái này 2.000 vạn quân đội cuốn lấy, bên kia 100 triệu minh tộc đại quân giết tới, đến lúc đó trốn cũng không thoát A. À. Giống như minh đế ở bên trong, sở hữu phong đế cấp đều phải chết. Thiên phượng đại đế không cần quan tâm nhiều, hắn là giang giật hồn nô, hết thảy dùng giang giật mệnh lệnh làm việc. Đại quân trước khi lên đường, giang giật đã thông báo, giống như địch quân có vượt qua 3.000 vạn trở lên quân đội tiến công, tự vừa đánh vừa rút lui, nếu như đối phương xuất động 3.000 vạn dưới đây quân đội, cứ nói chiến, giết lại nói. Giang giật còn không có tới, thiên phượng đại đế không biết giang giật suy đoán có chính xác không, hắn không quản được nhiều như vậy, chấp hành giang giật mệnh lệnh chính là. Thiên phượng đại đế là quan chỉ huy tối cao, đây là giang giật mệnh lệnh, thiên phượng đại đế tự đại biểu giang giật. Viêm đế bọn người thuyết phục một trận thiên phượng đại đế không có hiệu quả về sau, chỉ có thể cắn xuất chiến, đại quân toàn diện khai chiến Nhân tộc đã không có hy vọng, chỉ có thể đi theo giang giật một con đường đi đến đen Chuyện quỷ dị phát sinh, bên này đại chiến phi thường thảm liệt Minh tộc 2.000 vạn đại quân bị đoàn đoàn bao vây, từng mảnh từng mảnh đổ sát Minh cổ bên kia hơn một ức minh tộc đại quân lại án binh bất động Trước mắt nhìn xem bên này 2.000 vạn minh tộc quân đội bị nuốt vào Tiếp tục tiến công, để viêm đế bọn người càng kinh ngạc là thiên phượng đại đế nuốt vào cái này hai ngàn vạn minh tộc quân đội về sau, thế mà mang theo nhân tộc đại quân hướng xa xa một trăm triệu minh tộc đại quân đánh tới. Mà bên này đại quân vừa động, bên kia minh tộc đại quân lập tức rút lui, căn bản không có cùng bên này đại chiến dự định. Thần, sở hữu nhân tộc cao tầng thoáng cái đối thiên phượng đại đế lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới cái này yêu tộc đại đế vẫn là binh pháp đại gia chẳng lẽ hắn đã sớm xem thấu hết thảy sở hữu cục diện đều tại hắn trưởng khống bên trong chương 2105, giả giả thật thật. Binh pháp đại gia tự nhiên không phải thiên phượng đại đế, mà là giang giật. Đương nhiên, tại giang giật cũng không cho là mình là cái gì đại gia. Đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển, bất kỳ cái gì binh pháp đều là thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích đúng là binh pháp. Giang giật mục đích tính rất rõ ràng, cái kia chính là để đại quân kéo dài thời gian, chờ hắn đem bảy cái tiểu thiên thế giới bộ phận nhân tộc chuyển di đi giang giới. Muốn đạt tới mục đích này cũng không khó khăn, minh đế âm mưu quỷ kế thiên hạ đệ nhất nhưng loại người này thường thường tự phụ dễ dàng nhất đa nghi người thông minh đều đa nghi sở dĩ giang giật làm loạn một trận loạn quyền đả chết lão sư phó quân đội bên kia căn bản không có dấu hiệu mà theo không chỉ có đem minh đế làm mơ hồ tự liền viêm đế chính bọn hắn người đều mơ hồ không thôi giang giật phi thường xác định một điểm minh đế mục đích là hắn minh đế căn bản không thèm để ý nhân tộc quân đội cùng cường giả sở dĩ chỉ cần không biết rõ ràng hành tung của hắn Minh Đế liền sẽ không tự mình xuất chiến. Chỉ cần Minh Đế không xuất chiến, nhân tộc đại quân liền có thể kiên trì đến hắn đến. Thiên hồng giới hắn để thần nghe đại đế giữ vững cửu dương thành, một mực cửu dương thành phương viên ngàn vạn dặm, địa phương còn lại cho dù có minh tộc trinh sát cũng không quan trọng. Thần nghe đại đế phi thường phụ trách, tự mình giám thị phương viên ngàn vạn dặm, bố trí vô số trinh sát, cách mỗi một canh giờ nhất định phải hồi báo tin tức, coi như một con giã thú cũng đừng nghĩ tới gần cửu dương thành phương viên ngàn vạn dặm. Minh Đế đã sớm phái trinh sát ngày nữa hồng giới, do xét giang giật hành tung, nhưng cửu dương thành thùng sắt đồng dạng, hoàn toàn không cách nào chảy vào, càng không cách nào đừng nói dò xét giang giật hành tung. Thiên phượng đại đế an minh tộc 2.000 vạn đại quân, để hạ vũ triệt để xem không hiểu, nhân tộc lần này là dự định thật khai chiến A. Giống như giang giật không muốn đem cái này còn sót lại nhân tộc tinh nhuệ nhét vào minh giới, như vậy hắn khẳng định có hành động, khẳng định tiểu tiềm phục tại đại quân phụ cận. Thiên phượng đại đế lớn mật như thế, như thế hung ác, cái này cũng phản ứng một cái tình huống cái này 100 triệu đại quân giờ phút này tuyệt đối là giang giật tại thống soái nếu không thiên phượng đại đế không dám lớn mật như thế, dù sao cái này 100 triệu đại quân thế nhưng là có mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân A. Hồi phòng ngự, hạ vũ ra lệnh, toàn bộ quân đội tử thủ thiên cương giới, chờ đợi quân đội đến thiên cương giới, chờ giang giật hiện thân sau lại nói. 100 triệu đại quân ra tốc hành quân, bất quá đi lại 3 ngày sau, thế mà. Bắt đầu biến đạo, hướng thiên linh giới phương hướng hành quân. Viêm đế bọn người xem không hiểu, bọn hắn cái gì đều mặc kệ, đi theo giang giật một con đường đi đến đen. Hạ Vũ nhận được tin tức sau cười lạnh, nàng để minh tộc đại quân án binh bất động ngay tại thiên cương giới lẳng lặng chờ. Không ra Hạ Vũ ngoài dự liệu, tại ba ngày sau đó, thiên phượng đại đế mang đến 100 triệu đại quân lần nữa quay đầu hướng thiên cương giới bay tới. Bất quá tốc độ thả chậm, theo tốc độ coi là, hẳn là tại bốn ngày sau đến thiên cương giới. Cùng lúc đó, Giang giật cuối cùng đem bảy cái tiểu thiên thế giới bên trong bộ phận nhân tộc rời đi, mỗi một giới hắn chỉ rời đi mấy chục tỷ nhân khẩu, năm ngày trong vòng giới hạn, có thể chuyển di bao nhiêu tự chuyển di bao nhiêu. Tại thủy quyền thời điểm, phát sinh một cái tiểu sắc khúc. Bởi vì hạ vũ một thế này là hạ gia con em, sở dĩ thủy quyền chúa tể thế mà chạy trốn, hạ gia toàn bộ tộc nhân đều sớm rời đi, ai cũng không biết giấu ở cái kia bí cảnh bên trong. Giang giật thật không có nhầm vào hạ gia ý tứ, minh đến một thế này chuyển thế tại hạ gia, cùng hạ gia cũng không có liên quan quá nhiều. Theo nắm giữ trên tình báo đến xem, hạ gia không có vấn đề, đoán chừng hạ vũ lão cha là sợ giang giật giận chó đánh mèo bọn hắn đi. Giang giật không có thời gian đuổi theo giết người của hạ gia, cũng không thèm để ý, hắn về tới thiên hồng giới, sau đó làm một cái để thần nghe đại đế cùng lưu thủ mấy trăm vạn quân đội khiếp sợ sự tình. Hắn đem truyền tống đi bảy cái tiểu thiên thế giới truyền tống trận toàn bộ cho hủy đi, mà lại hắn còn sớm đưa tin xuống dưới, để thất giới người đem sở hữu truyền tống trận hủy đi. Loại này truyền tống trận phi thường khó khăn kiến tạo, lần hậu chết rồi, dựa vào viêm đế bọn hắn càng thêm khó khăn. Truyền tống trận hủy, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào kiến tạo, nói cách khác bảy cái tiểu thiên thế giới biến thành biến thành độc lập thế giới, biến thành biệt kín thế giới. Vạn nhất xảy ra sự tình, người của thiên giới muốn đi cứu đều cứu không được. Rất nhiều người đều minh bạch sang giật ý nghĩ, thiên giới cường giả không đi được thất giới, minh giới quân đội cũng rất khó đi thất giới. Trừ phi minh giới kiến tạo đại trận, hoặc là tìm kiếm lối đi khác đi thất giới. Giang giật đây là triệt để được ăn cả ngã về không, lần này đại chiến không thể thắng, nhân tộc tất diệt. Hắn còn đem thiên hồng giới mấy trăm vạn quân đội đều mang đi, chỉ để lại một chút trinh sát ẩn núp, tương đương với đem thiên hồng giới từ bỏ, đem đường lui cho đoạn mất, không thành công thì thành nhân. Thiên đình đem mấy trăm vạn nhân tộc thu vào, sau đó nghênh ngang hướng thiên cương giới bên kia bay đi thiên đình là thằng tắp phi hành trong nháy mắt tự bị tiềm phục tại thiên hồng giới ngoại minh tộc trinh sát phát hiện giang giật vốn cũng không có che che lấp lấp ý tứ là cố ý để minh tộc trinh sát biết đến hư hư thực thực giả giả thật thật lúc này mới có thể trấn trụ hạ vũ minh giới trinh sát thông qua thủ đoạn đặc thù đem thiên đình từ phía trên hồng giới xuất phát hướng thiên cương giới bay đi tin tức truyền cho hạ vũ hạ vũ quả nhiên mê mang minh cổ nhưng không có mê mang hắn gặp hạ vũ trầm mặc không nói lập tức không người nói ra, đế tôn, kia 100 triệu đại quân quả nhiên là đang cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian. Thiên đình tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tới ít nhất phải năm sáu ngày, chúng ta có thể thừa cơ đem cái này 100 triệu đại quân cho nuốt vào, chờ giang giật tới một mình hắn có thể lật ra cái gì bọt nước. Hạ vũ ngồi tại cao cao tại thượng vương tỏa phía dưới, nàng trầm ngâm một lát lắc đầu nói, bằng vào ta đối giang giật hiểu rõ, hắn một mực thích xuất kỳ chế thắng, sở dĩ. Hắn rất có thể không có ở thiên đình, mà là tiềm phục tại trong đại quân. Không đúng, Minh Cổ Hồ Nghi nói ra, thiên đình là giang giật, hắn không tại thiên đình bên trong ai có thể khống chế thiên đình phi hành. Người biết cái gì, Hạ vô Đùa Cờ nói ra, thiên đình bên trong có bộ phận cơ quan, giang giật có thể giao cho một cái tín nhiệm người, dạy hắn làm sao khống chế là được. Giang giật người này coi trọng nhất nghĩa khí, coi trọng nhất tình cảm. Hắn là vô danh truyền nhân, là nhân tộc thủ hộ thần, làm sao có thể để cái này 100 triệu đại quân dễ dàng như vậy chôn vùi bên trong còn có hai cái yêu tộc đại đế, ngụy bình, bình bình bọn hắn đâu. Vậy vạn nhất giang giật thật tại thiên đình bên trong đâu. Minh cổ vẫn là có chút không yên lòng, dù sao chiến cơ khó được, nếu như là nghi binh kế sách, tự vô ích bỏ lỡ cơ hội. Vậy liền suốt chiến đi, hạ vũ nghĩ đến một lát, đứng dậy vung tay lên nói, triệu tập 100 triệu đại quân, một ngày sau đó tiến công quân đội của bọn hắn lần này giống như bọn hắn tấn công mạnh không lùi, các ngươi tự đối hao tổn. Bất quá, minh cổ ngươi biệt xuất chiến, cũng chú ý đừng bị đánh lén, một khi tình huống không đúng ngươi đừng quản quân đội, rút lui trở về chính là. Tốt, nghe nói muốn khai chiến, minh cổ trên mặt hình xăm lập tức uốn éo, nhìn phi thường giữ tợn đáng sợ, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, giống như bọn hắn một trận chiến tự lui đâu truy không truy. Không truy, hạ vũ phi thường khẳng định nói ra, minh cổ, người muốn minh bạch một cái đạo lý chỉ cần không tham lam không liều lĩnh người tựu vĩnh viễn sẽ không rơi vào trong cạm bẫy chúng ta minh tộc quân đội nhiều chúng ta không sợ tiêu hao nhân tộc lại hao không nổi chỉ cần chúng ta chậm rãi đem nhân tộc quân đội cường giả từng điểm từng điểm tiêu hao hết giang giật coi như ngực dấu vạn khe đều vô kế khả thi rõ minh cổ vội vàng xuống dưới triệu tập đại quân bố trí mấy canh giờ sau thiên cương giới ngoại hắc vụ cuồn cuộn từng đội từng đội minh tộc đại quân chen chúc mà ra che đẩy từng mảnh từng mảnh ngư không Minh cổ các loại chờ sở hữu đại quân tụ tập về sau, thân thể hiển lộ mà ra, giống giận, xuất phát, san bằng nhân tộc yêu tộc đại quân, thế giới này chắc chắn bởi chúng ta vĩ đại minh tộc chúa tể. chương 2106, đánh tới minh giới. Báo, phía trước trăm vạn lý xuất hiện minh tộc đại quân, số lượng không rõ, bất quá ít nhất có mấy ngàn vạn. Báo, minh tộc đại quân khoảng cách bên này 50 vạn lý, số lượng vượt qua 7 ngàn vạn. Báo, minh tộc đại quân xuất động tin tức, liên tục không ngừng truyền trở về. Viêm đế bọn người ánh mắt lộ ra hồng quang, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thiên phượng đại đế, chờ đợi hắn hạ lệnh khai chiến. Rút lui, thiên phượng đại đế phi thường quả quyết hạ lệnh, viêm đế bọn người không hiểu, cái này yêu tộc kẻ lỗ mãng đại đế lần này làm sao không mãnh liệt lần trước không phải cũng là 100 triệu đại quân sao hắn không phải dẫn đầu hướng phía trước công kích sao, lần này làm sao sợ. Thiên phượng đại đế cũng không có giải thích, điều tập 100 vạn yêu tộc, một vạn nhân tộc đại quân tiến đến kéo minh tộc. Chính hắn mang theo đại quân bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, bất quá cũng không có chỉ lên trời hồng giới phương hướng thối lui, mà là hướng thiên linh giới bên kia rút lui. Đây là giang giật lời nhắn nhủ, thiên phượng đại đế chưa từng chất vấn giang giật mệnh lệnh. Minh cổ phát hiện đại quân chạy trốn về sau, không dám chống lại minh đế mệnh lệnh, đem đoạn hậu 200 vạn nhân tộc yêu tộc đại quân chém giết về sau, rút lui trở về. Bỏ chạy thiên linh giới bên kia, Hạ Vũ nhận được tin tức sau cười lạnh liên tục, nàng càng thêm kết luận Giang Giật có quỷ kế. Nàng đối với Giang Giật thủ đoạn hết sức quen thuộc, nhân tộc yêu tộc nhiều như vậy quân đội không có Giang Giật cũng không có khả năng hành động như thế quả quyết, không có bất kỳ cái gì rối loạn, phi thường nhanh chóng rút lui. Dùng bất biến ứng vạn biến, đã Giang Giật không dám chính diện khai chiến, Hạ Vũ ngược lại yên tâm rất nhiều, dở cho mưu quỷ kế binh pháp, nàng có sợ gì chi Giang Giật điểm ấy thủ đoạn còn non ta. Bên kia 100 triệu đại quân lượn quanh một vòng, lần nữa hướng thiên cương giới bay tới, bất quá tốc độ càng chậm hơn. Hạ vũ mặc kệ cái này đại quân, để trinh sát một đường đi theo dò xét là được. Dù sao nhân tộc yêu tộc trinh sát không dám rời đi đại quân quá xa, sở hữu tình báo hạ vũ đều có thể trước tiên biết được. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, thiên đình bên kia nhanh chóng bay tới, trên đường mặc dù có rất nhiều trinh sát, nhưng không có minh tộc dám chặn đường. Thiên phượng đại đế có thể cảm ứng được giang giật đang không ngừng tới gần, hắn cũng không có đem tin tức truyền ra, chỉ là tốc độ càng thêm thả chậm mấy phần. Ba ngày sau đó, thiên phượng đại đế quả quyết mang theo đại quân lượn quanh một vòng, chuyển hướng chỉ lên trời hồng giới phương hướng bay đi, đi cùng thiên đình đi tụ hợp. Đại quân chỉ lên trời hồng giới bay đi, đang cùng thiên đình đi tụ hợp. Tại hạ vũ nhận được tin tức về sau, nàng đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trầm ngâm thời gian một nén nhang giận tím mặt, vỗ vương tỏa thình lình đứng lên nói, bị lừa rồi, giang giật hoàn toàn chính xác tại thiên đình bên trong, cái này 100 triệu đại quân là đến kéo dài thời gian. Giống như đến giờ phút này vẫn không rõ, Minh Đế cũng thẹn với uy danh của nàng. Trước đó đủ loại dấu hiệu để hạ vũ lâm vào một loại tư duy trong khốn cảnh, cho tới giờ khắc này nàng đem trước sau mọi chuyện cần thiết liên hệ với nhau, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Kỳ thật rất nhiều chi tiết giờ phút này Minh Đế suy tính một phen, phát hiện lỗ thủng vẫn là rất nhiều. Đơn giản nhất một điểm, thiên phượng đại đế lúc trước nuốt vào 2.000 vạn quân đội về sau, hướng minh cổ mang theo 100 triệu minh tộc đại quân phát động công kích, đây chính là một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Nhân tộc yêu tộc đại quân hao không nổi, giang giật cũng không dám hao tổn, nếu như là giang giật thống soái đại quân, tuyệt đối không dám như thế lỗ mãng. Tiểu gia hỏa này, còn đánh giá thấp hắn A, à. hạ vô tự diễu nở nụ cười, nàng lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, giang giật trưởng thành rất nhiều. Thế mà đem tính cách của nàng tính được gắt gao, thành công bày nàng một đạo. Ha ha, bất quá hạ vũ nghĩ một lát, không chỉ có không giận, ngược lại nở nụ cười. Từ bên trong này nàng nhìn ra rất nhiều vấn đề, nghiệm chứng nàng một chút hoài nghi. Đế tôn, làm sao bây giờ Minh Cổ nhìn thấy Hạ Vũ bất động thanh sắc, cao mày hỏi thăm về tới. Đợi lấy đi, Hạ Vũ khoát tay áo nói, chúng ta ngay tại thiên cương giới trở lấy, nhìn xem giang giật phải trăng dám đến tiến đánh. Minh Cổ nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, vạn nhất hắn không đánh thiên cương giới, đi vòng qua tiến đánh còn lại giới diện đâu. Ngu xuẩn, Hạ Vũ quét Minh Cổ một chút, Nói ra, bọn hắn 100 triệu đại quân có thể so sánh chúng ta cưới Minh Thần đại trận nhanh sao bọn hắn đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này có thể đùa ra trò gian gì. Đúng, Minh Cổ vội vàng không dám nhiều lời xuống dưới an bài, nghiêm phòng tử thủ, chậm đợi gian giật mang theo đại quân đến. Hưu, nhân tộc yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp phi hành, nơi xa một tòa cự đại thành trì gào thét mà đến, toàn bộ đại quân lập tức hưng phấn lên. Trong khoảng thời gian này tất cả quân sĩ nội tâm đều lo lắng bất an, nhìn thấy thiên đình xuất hiện giờ khắc này, đều không hiểu an tâm. Ông, Giang giật thân ảnh truyền tống ra, ánh mắt của hắn liếc nhìn nhân tộc yêu tộc đại quân, phát hiện cũng chưa chết tổn thương quá nhiều, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, đại gia vất vả, tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta, toàn bộ các ngươi tiến vào thiên đình đi. Vào thiên đình, viêm đế bọn người có chút kinh ngạc, cái này 100 triệu đại quân đều đi vào sau đến lúc đó có tình hình chiến đấu muốn chiến đấu lúc, có thể truyền tống đến nhanh như vậy sao? Đi vào, Giang giật lần nữa cường điệu một tiếng, thiên phượng đại đế lập tức mang theo yêu tộc đại quân hướng thiên đình bay đi, sau đó từng mảnh từng mảnh bị truyền tống vào đi, viêm đế bọn người chỉ có thể vung tay lên mang theo đại quân truyền tống vào đi. Một trăm triệu đại quân rất nhiều, bất quá thiên đình lúc trước thế nhưng là trang vài tỷ yêu tộc, cái này một trăm triệu ném vào căn bản không cảm thấy chen chúc. Một trăm triệu đại quân nhiều lắm, cứ việc liên tục không ngừng truyền tống cũng hao tốn một canh giờ toàn bộ đại quân truyền thống vào đi giang giật khống chế thiên đình tứ không kiêng sợ hướng thiên cương giới phi hành mà đi giang giật đem sở hữu đại nhân vật đều truyền thống đi nội điện kha lộng ảnh sớm bị hắn theo giang giới rời đi ra đem nội điện bố trí một phen trưng bày rất nhiều cái bản thoạt nhìn như là một cái đại điện khó được cùng giang giật tập hợp một chỗ viêm đế ngồi không yên lập tức đứng dậy dò hỏi giang đại nhân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ mọi người nhao nhao ghé mắt giang giật chưa bao giờ đối mọi người biểu lộ ý nghĩ của hắn lần này đường lui đã đoạn mất, trong mọi người tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đều hy vọng Giang giật lộ ra kế hoạch của mình, để cho bọn hắn an tâm. Cái gì chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang giật bưng lên kha lộng ảnh đưa tới nước trà, uống một hớp nói, toàn bộ đại quân đều đi ra, còn có thể làm sao liều thôi, cùng minh tộc tử chiến đến cùng. Liều, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhân tộc chỉ có ngần ấy quân đội cùng cường giả làm sao liều liều xong nhân tộc cũng liền vong. Viêm đế nhíu nhíu mày, cắn răng hỏi lần nữa, Minh đế đâu giang đại nhân, ngươi nhưng có biện pháp đối phó Minh đế giống như có thể chém giết, hoặc là hủy đi nhục thể của nàng, khiến cho nàng một lần nữa chuyển thế, chúng ta liền có thể đại thắng. Ta nào có biện pháp, giang giật sờ lên đầu, vân đạm phong khinh nói ra, lần trước ta chỉ là vận dụng một loại linh dược thôi, cảnh giới của ta còn tại phong vương cấp, các ngươi cũng không phải không biết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có cùng Minh đế huyết chiến đến cùng, đại gia toàn lực ứng phó, nghĩ biện pháp đem Minh đế nhục thân hủy đi nếu không tất cả mọi người đến chơi xong. Toàn trường lật lên bạch nhãn, Giang giật nói rõ liền là không muốn lộ ra lá bài tẩy của mình, thuận miệng chập chờn đại ra đâu. Linh dược, thế giới này nếu có thần kỳ như thế linh dược, sớm đã bị phát hiện. Có thể làm cho một người trong nháy mắt tăng lên tới thiên đế chi cảnh có thể đem minh đế dọa lùi, đem minh đế dọa đến đoạn trường, cái này nếu quả như thật là linh dược, đó cũng là tiên vực tiên thảo còn có giang giật bên ngoài cơ thể cái kia màu trắng hỗn độn giải thích thế nào liền minh đế đều không phá nổi trên thế giới làm sao có thể có như thế cường đại bảo vật phong vương cấp giống như giang giật chỉ có phong vương cấp chiến lực mọi người toàn bộ tự sát được rồi đều không cần đi thiên cương giới tốt đại gia an tâm chớ vội giang giật đứng dậy khoát tay áo nghiêm mặt nói đại gia an tâm ở bên trong đợi đi ta tự có lập kế hoạch giống như ai muốn tu luyện có thể nói cho lộng ảnh nàng sẽ đem các ngươi truyền tống đi bí cảnh bên trong lần này các ngươi có thể muốn ở bên trong đợi thật lâu. Thật lâu, Ngụy Thiên Vương bọn người không hiểu, hạng khôi không hiểu hỏi, Giang Đại Nhân, chúng ta đây là muốn đi cái nào thiên cương giới rời đi cái này cũng không xa a. À. Hắc hắc, Giang giật cười thần bí nói, đi thiên cương giới làm gì lần này? Chúng ta trực tiếp đánh tới minh giới. chương 2107, bốc hơi khỏi nhân gian. Thiên đình tốc độ rất nhanh, chỉ là hơn một ngày thời gian tựu đã tới thiên cương giới phụ cận hư không bên ngoài cũng không có đại quân, minh tộc quân đội toàn bộ đều tại thiên cương giới bên trong, bên ngoài trinh sát khắp nơi đều là, thiên đình hành tung một mực tại trinh sát trong khống chế. Giang giật không ngừng tới gần thiên cương giới, để thiên cương giới bên trong quân đội khẩn trương lên. Cái này thiên đình bên trong thế nhưng là có 100 triệu quân đội, còn có một cái nhân tộc kỳ dị thanh niên, có thể đem bọn hắn minh đế đều dọa cho lui kỳ nhân. Giang giật lần này đập nồi dìm thuyền, bỏ thiên hồng giới, triệu tập sở hữu nhân tộc yêu tộc quân đội, vạn lý xa xôi chạy tới. Nếu như nói hắn chỉ là tới đùa, coi như cấp thấp nhất minh tộc cũng sẽ không tin tưởng, một trận chiến này quan hệ đến nhân tộc yêu tộc mệnh mạch, cũng tương tự quan hệ đến minh tộc mệnh mạch. Hạ Vũ rất bình tĩnh, một mực ngồi tại vương tỏa bên trên, chưa bao giờ khởi hành qua, chớ nói chi là ra ngoài dò xét gian giật. Nàng để minh tộc quân đội tự an tĩnh tại thiên cương giới ở lại, chờ đợi gian giật giết đến tận cửa. Thiên đình rốt cuộc tới gần thiên cương giới, mà lại tự dừng ở bên ngoài, bất quá giang giật cũng không có truyền tống quân đội ra, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy lơ lửng hư không bên trong. Sau ba canh giờ, thiên đình động, kinh động đến sở hữu minh tộc trinh sát. Để những cái kia trinh sát xem không hiểu chính là, thiên đình bắt đầu vây quanh thiên cương giới vòng quanh, mà lại lượn quanh một vòng lại một vòng, trọn vẹn lượn quanh ba vòng, đem rất nhiều trinh sát đều cho lượn quanh choáng. a à, ba vòng nửa về sau, thiên đình về phía tây bên cạnh thẳng tắp bay đi, tốc độ đạt đến cực hạn, trinh sát lập tức kinh hãi vội vàng đem tình báo truyền trở về. Hạ vũ đạt được tình báo về sau, bất phi sở động, để trinh sát tiếp tục dò xét. Qua nửa ngày sau nàng phát hiện thiên đình thế mà còn tại về phía tây bên cạnh bay đi, trong mắt nàng lập tức sát cơ tăng vọt. Đế tôn, minh cổ đồng dạng đằng đằng sát khí, giang giật chuẩn bị lập lại chiêu cũ đã giang giật không dám chiến, vậy nói rõ hắn không có nắm chắc đối kháng minh đế, vậy bọn hắn còn chờ cái gì? Minh cổ lạnh giọng mở miệng nói, khác đừng đợi, chúng ta trực tiếp mang theo đại quân cùng hắn chiến đấu tới cùng, ta tự không tin tưởng, tiểu tử này thật đạt đến thiên đế chi cảnh coi như hắn đạt đến, chúng ta liều chết cũng có thể chém giết hắn. Hạ vũ cũng không có cân nhắc quá lâu, lập tức hạ lệnh, triệu tập đại quân, toàn bộ đi thiên vũ giới, đưa tin cho dọc theo đường trinh sát, khóa chặt giang giật hành tung, tùy thời báo cáo. Đuổi theo giang giật, đại quân khẳng định đuổi không kịp, thiên đình tốc độ so đại quân nhanh. Giang giật đến minh tộc khu khống chế vực làm gì không phải liền là trăm phương ngàn kế giết nàng sao chỉ cần nàng trận doanh bất loạn, có thể tùy ý cùng Giang giật đua. Nàng có thể hao tổn nổi, Giang giật hao không nổi, Giang giật có thể mang theo 100 triệu đại quân tại minh giới nổi lên mấy năm. Thiên hồng giới không có bất kỳ cái gì đại quân, nàng tùy thời có thể dùng triệu tập quân đội đi qua chiếm cứ. Trinh sát hồi báo đi thất giới truyền tống trận bị hủy, không quan hệ A, nàng có thể chậm rãi tu kiến truyền tống trận nàng có nhiều thời gian, giang giật nhưng không có thời gian. Sở dĩ vô luận như thế nào đùa, giang giật cuối cùng đều sẽ tự loạn trận cước, xuất động xuất khích. Thời gian kéo càng lâu, quân tâm sĩ khí càng rơi xuống chân trượt, đối với bên này càng có lợi. Giang giật cùng nàng thủ đoạn chơi, chơi như thế nào hạ vũ còn không sợ. Minh tộc đại quân liên tục không ngừng truyền tống đi thiên vũ giới, hạ vũ đem toàn bộ đại quân chuẩn bị đều mang đi, đem thiên cương giới bỏ, giang giật có thể tùy ý chiếm cứ, nàng căn bản không thèm để ý hạ vũ điều tập đại lượng trinh sát, tại thiên vũ giới đến thiên cương giới hư không bố trí xuống thiên la địa võng. Thiên đình mục tiêu quá lớn, căn bản là không có cách che giấu, trừ phi giang giật triệu tập đại quân chậm rãi tiêu diệt toàn bộ. Nhưng, vậy cần thời gian rất lâu, giang giật hao không nổi. Truyền tống một ngày, minh tộc đại quân điều tập hai ức đi thiên vũ giới. Thiên đình còn tại hướng thiên vũ giới bên kia phi hành. Hạ vũ động thân, truyền tống đi thiên vũ giới tỏa chấn, bên này thì để minh cổ tỏa trấn Trinh sát thông qua minh tộc đặc thù bí thuật không ngừng truyền lại tin tức trở về, Giang giật hành tung gần như cách mỗi 3-4 canh giờ liền sẽ báo cáo. Lần nữa qua nửa ngày, Giang giật đột nhiên có dị động. Thiên đình bên trong xuất động ngàn vạn đại quân, thảm thức bắt đầu rõ ràng phụ cận trinh sát. Hạ vũ nhận được tin tức về sau, căn bản không thèm để ý, Giang giật như muốn đem trong hư không mấy trăm vạn trinh sát toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, nghĩ không bại lộ hành tung, ít nhất phải tốn hao mấy tháng thời gian, hắn dám hao phí thời gian dài như thế, Giang giật xuất động đều là yêu tộc đại quân, ngàn vạn yêu tộc như từng thanh từng thanh liêm đao đảo qua chỗ, phụ cận phương viên trăm vạn lý sở hữu trinh sát bị thanh tẩy, minh tộc trinh sát đã mất đi thiên đình hành tung. Ngàn vạn yêu tộc cũng không có thanh tẩy quá xa khoảng cách, chỉ là tại phương viên ngàn vạn giảm quét một lần, lập tức trở về đi. Minh cổ đưa tin phụ cận trinh sát lập tức hướng thiên đình chỗ khu vực ẩn núp mà đi, tiếp tục khóa chặt thiên đình hành tung. Báo, sau năm canh giờ trở lại thiên vũ giới Minh Cổ nhận được một cái kỳ quái tình báo thiên đình mất tích. Minh Cổ bắt đầu xem thường, coi là giang giật bằng vào cường đại thần thức tránh đi trinh sát. Hắn điều tập càng nhiều trinh sát, hướng kia một phiến khu vực kín đáo đi tới, tìm kiếm thiên đình. 30 canh giờ về sau, Minh Cổ rốt cục có chút luống cuống, bởi vì điều tập mấy trăm vạn trinh sát đi qua, thế mà không có phát hiện thiên đình hoặc là giang giật bất luận cái gì hành tung. Thú vị, thú vị, Hạ Vũ nhận được mệnh lệnh sau vui vẻ, nàng phát hiện chính mình rốt cuộc gặp một cái cao minh đối thủ. Nàng trong mắt đẹp đều là hưng phấn, từ khi cửu dương thiên đế chết về sau, hơn 10.000 năm qua đến nàng còn không có gặp được muốn dùng trí tuệ cùng nàng chiến đấu nhân tộc đâu. Hạ vô tự mình mặt trận thống nhất, xuất động minh đế quân, dẫn đầu trinh sát khắp thế giới tìm kiếm giang giật. Dưới cái nhìn của nàng giang giật khẳng định thu hồi thiên đình, sau đó lợi dụng cường đại thần thức tránh đi phổ thông trinh sát, một đường tiềm hành, hoặc là tìm địa phương ẩn núp nàng còn vận dụng minh tộc cao cấp nhất trinh sát bộ đội bạch bức tộc. Đây là một loại cảm giác lực đặc biệt biến thái trùng tộc, chỉ cần người qua giang giật khí tức, vô luận hắn giấu ở phương nào, đều có thể cảm ứng được. Bạch bức tộc là hạ vũ vũ khí bí mật, trước đó một mực tại minh giới, lần này là lần thứ nhất vận dụng. Giang giật khí tức bạch bức tộc đã sớm cảm ứng qua, mấy vạn cái bạch bức tộc võ giả đi theo trinh sát minh đế quân xuất động, tìm giang giật. 10 ngày, dòng dã 10 ngày, 500 vạn trinh sát đại quân, tăng thêm mấy vạn bạch bức tộc, một vạn minh đế quân, gần như tương thiên vũ giới đến thiên cương giới chỗ khu vực toàn bộ tìm khắp cả, không có phát hiện bất cứ tin tức gì. Thậm chí, bạch bức tộc đều không cảm ứng được giang giật khí tức, tựa hồ giang giật từ nơi này thế giới bốc hơi. Thiên cương giới thiên linh giới thiên tượng giới thiên tiên giới các loại chờ sở hữu giới diện phụ cận trinh sát truyền báo, đều không có phát hiện giang giật bất luận cái gì hành tung. Mười năm ngày sau, tự liên minh cổ đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được, trinh sát tìm không thấy giang giật rất bình thường, dù sao giang giật trước đó tự tiềm phục tại minh giới tới lui tự nhiên. Nhưng bạch bức tộc là minh đế tối cường trinh sát quân đội, chỉ cần giang giật tại bạch bức tộc phương viên trăm vạn lý, coi như hắn tại thiên đình bên trong, hoặc là trốn ở dung nham tử địa, băng chi nguyên tử địa bên trong bạch bức tộc đều có thể cảm ứng được. Vấn đề lớn rồi, minh cổ cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu giang giật, trên thân người này có rất rất nhiều chỗ thần kỳ. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, thủ đoạn hội càng ngày càng nhiều, nếu để cho hắn ẩn núp mấy năm mấy chục năm, có lẽ sẽ trở thành kế tiếp Cửu Dương Thiên Đế. Hạ Vũ ngồi không yên, trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh để Minh Đồng mang 500 vạn quân đội xuất phát, đem Thiên Hồng giới đánh xuống, kiến tạo đại trận, công chiếm thất giới. Giang giật đã làm rùa đen rút đầu, bản đế liền để thất giới cùng vạn tượng tiểu giới sở hữu nhân tộc biến thành minh nô. Chương 2108, tiên thuật, báo, minh cổ mới vừa đi ra đi bên ngoài có một cái cao cấp minh tướng nhanh chóng chạy như bay đến, một gối quỳ xuống bẩm báo nói, bẩm cổ sư tôn, phát hiện giang giật. Ách, à, minh cổ không để ý tới đi an bài minh đồng, lập tức quát khẽ nói, giang giật ở đâu tin tức xác định sao. Cao cấp minh tướng có chút nghĩ mãi mà không ra nói ra, giang giật đi thiên tượng giới, mà lại công kích thiên tượng giới bên trong minh tộc, chu diệt lưu thủ 400 vạn quân đội. Thiên tượng giới làm sao có thể đi thiên tượng giới? Minh cổ xem không hiểu, giang giật biến mất thời điểm tại thiên cương giới cùng thiên vũ giới ở giữa khu vực coi như thiên đình phi hành hết tốc lực phải bay đi thiên tượng giới cũng cần thời gian nửa tháng giang giật vừa vặn mất tích nửa tháng chẳng lẽ hắn một mực tại phi hành nhưng trinh sát làm sao có thể không phát hiện được tiếp tục dò xét minh cổ phất tay để cao cấp minh tướng xuống dưới hắn vội vàng đi vào đem tin tức truyền cho hạ vũ cái sau nghe xong cũng là có chút kinh ngạc giang giật đồ sát mấy trăm vạn minh tộc hạ vũ nửa điểm không đau lòng nàng không nghĩ ra là giang giật làm sao đi thiên tượng giới. Đi xem một chút thiên tượng giới bên kia minh thần đại trận hủy sao giống như không có hủy lập tức triệu tập quân đội đi qua nhìn một chút. Hạ vũ trầm ngâm một lát hạ lệnh, minh cổ vội vàng đi dò xét. Không ra ngoài ý liệu của hắn, thiên tượng giới minh thần đại trận bị hủy diệt, căn bản là không có cách truyền tống quân đội đi qua. Trinh sát rất nhanh lần nữa hồi báo, giang giật chu diệt thiên tượng giới quân coi giữ về sau đi phương Bắc, cưỡi thiên đình một đường bay đến, tựa hồ muốn đi thiên tiên giới. Minh cổ vội vàng triệu tập phụ cận trinh sát một đường dò xét, đồng thời điều tập ngàn vạn quân đội đi thiên tiên giới chấn thủ, không nói giữ vững thiên tiên giới chỉ ít có thể kéo riêng một chút thời gian. Nhưng mà, nửa ngày sau, thiên đình bên trong xuất động ngàn vạn đại quân, đem khu vực phụ cận trinh sát huyết tẩy một lần, sau đó. Thiên đình lần nữa biến mất, giang giật biến mất vô tung vô ảnh. Lại mất tích, hạ vũ nghe được tin tức về sau, không cách nào bình tĩnh nhục thể của nàng mặc dù không ngừng tại đổi không đứng ở chuyển thế nhưng linh hồn vẫn luôn tại ký ức vẫn luôn tại đã bao nhiêu năm nhân tộc minh tộc yêu tộc rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài sáng tạo ra vô số kỳ dị thần thông cũng không ít thượng cổ thần thông bị khai quật cảm mộ nhưng nàng trong trí nhớ còn là lần đầu tiên gặp được như thế quái sự tình tự liền cửu dương thiên đế năm đó đều không có loại này bản sự triệt để từ nơi này thế giới biến mất bạch bức tộc đều không phát hiện được mà lại lặng yên vô tức vượt ngang hư không Bạch bức tộc chưa bao giờ thất thủ qua, vô luận giấu ở địa phương nào, làm sao che giấu khí tức, chỉ cần tới gần bạch bức tộc trăm vạn lý đều có thể cảm giác được. Minh cổ không biết làm sao bây giờ, xin chỉ thị hạ vũ nói, đế tôn, chúng ta làm sao bây giờ nếu không truyền tống đi thiên tiên giới chặn đánh mặt khác. Minh đồng còn không có xuất động muốn hay không để hắn đi thiên hồng giới, phá thất giới. Không thể phá, hạ vũ khoát tay áo nói, không cần thiết làm tức giận giang giật, đem những người phàm tục kia biến thành minh nô tùy thời đều có thể. Ân, ngươi để Minh Đồng mang đội đi thiên hồng giới phụ cận trước chờ lệnh đi, giang giật chuyện bên này là đại sự, không biết rõ ràng giang giật có được cái gì thần thông, không nên khinh cử vọng động. Tốt, Minh Cổ gật đầu phái người xuống dưới an bài, chờ an bài tốt sự tình về sau, hắn lần nữa trở lại đại điện dò hỏi, đế tôn, giang giật đây là thần thông gì a? À, chẳng lẽ là vô danh lão quỷ truyền thụ cho hắn. Ha ha, hạ vũ nghĩ một lát, trong đầu có một chút phán đoán, nàng đùa cợt cười nói, vô danh kỳ tài ngút trời, nhưng hắn còn sáng tạo không được như thế quỷ tà thần thông. Đây cũng là tiên vực thần thông, đây là tiên thuật, giang giật bên người rất có thể có trong tiên vực người. Trong tiên vực người làm sao có thể, minh cổ đầy mắt khiếp sợ nói, tiên vực tồn tại minh đế đã nói với hắn, nhưng trong tiên vực người làm sao có thể quấy nhiễu cái này một giới sự tình, càng không khả năng giúp giang giật. Lại nói, giống như trong tiên vực người thật giúp giang giật, trực tiếp tìm tới cửa diệt sát minh đế là được, còn cần phiền toái như vậy có cái gì không thể nào. Hạ vỗ đôi mắt đẹp lấp lóe, lạnh giọng nói ra, trước đó không phải nói hố trời phía dưới có một cái nhưng so sánh thiên đế chi cảnh dị thú sao chúng ta đánh vào thiên hồng giới trước. Giang giật không phải tại hố trời phía dưới sao giang giật có hỗn độn chi khí, hố trời phía dưới cũng có hỗn độn chi khí. Giống như giang giật đem cái kia dị thú thuần hóa, hoặc là kết thành liên minh, đây cũng không phải là không thể nào. Nếu như ta tính ra không sai cái này dị thú liền là trong tiên vực linh thú. Hố trời sự tình, Minh Cổ vô cùng rõ ràng, trên mặt hắn hình xăm uốn éo, kinh nghi hỏi, đế tôn vì sao như thế xác định vạn nhất cái kia dị thú chỉ là cùng năm đó si hồng đồng dạng, là đất trời sinh ra đây này. Trước đó ta cũng là cho là như vậy, hạ vũ nhớ tới giang giật tại thiên hồng giới ngoại, vận dụng kia một giọt máu, mặc dù giang giật tốc độ rất nhanh, nhưng nàng vẫn là cảm ứng được. Giờ phút này liên hệ giang giật đột nhiên xuất hiện thần thông, nàng càng thêm khẳng định. Giọt máu kia để nàng cảm ứng được tiên vực lực lượng, Đạt tới nàng cái này cấp bậc chỉ nửa bước đã bước vào tiên vực đại môn, các nàng có thể cảm ứng được một chút tiên vực tình huống. Cũng tỷ như Thiên Đình cùng tiên vực Thiên Đình vì sao như vậy giống? Đây chính là lịch đại thiên đế đều là nửa chân đạp đến nhập tiên vực, có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được một chút tiên vực tình huống, dựa theo tiên vực bên trong Thiên Đình phỏng theo mà thành. Còn có cái kia hình sử đại nhân, Hạ Vũ trong nháy mắt tựu xác định là trong tiên vực đại nhân vật. Bởi vì hình sử đại nhân không chỉ có thần thức mạnh ngoại hạc, trên thân còn có tiên vực khí tức. Giang giật bên người có một cái tiên vực linh thú. Xác định tin tức này về sau, hạ vũ cùng minh cổ đều cảm giác sự tình lớn rồi. Hai người rốt cuộc minh bạch vì sao Giang giật dám được ăn cả ngã về không, Giang giật xuất hiện rất nhiều quỷ dị thủ đoạn thần thông, cũng có giải thích hợp lý. Để hạ vũ có chút tâm chính là, Giang giật tựa hồ còn không có đủ diệt sát chiến lược của nàng. Cái kia tiên vực linh thú có thể sẽ không tự mình xuất thủ, nếu không Giang giật cũng không cần đùa nhiều như vậy thủ đoạn, trực tiếp giết đến tận cửa là được rồi. Hạ Vũ không dám vọng động, đương nhiên nàng muốn động cũng tìm không thấy giang giật, nàng chỉ có thể phái ra vô số trinh sát, tiếp tục tìm kiếm giang giật. Lần này giang giật lại biến mất hơn 10 ngày, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng không có ra thiên tiên giới, mà là đi thiên tể giới. Hắn trong nháy mắt hủy đi minh thần đại trận, bắt đầu đổ sát thiên tể giới bên trong mấy trăm vạn minh tộc đại quân. Thiên tể giới, hạ vũ lão nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, thiên tượng giới tụ tập thiên tề giới thực sự quá xa, coi như thiên đình thẳng tắp phi hành một lát không dừng lại, hơn 10 ngày cũng căn bản đuổi không đến. Giang giật coi như hội phi thiên độn địa, cũng căn bản làm không được a. À. Khẳng định là tiên vực linh thú giúp hắn, hạ vũ rất nhanh kết luận là cái kia tiên vực linh thú ra tay giúp giang giật, nếu không dùng giang giật thực lực căn bản làm không được, dù sao giang giật theo suốt sinh đến mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, cảnh giới cũng còn tại phong vương cấp. Làm sao bây giờ, minh cổ luống cuống, trong tiên vực tồn tại kia là trí cao vô thượng tồn tại, nhân lực như thế nào cùng chân tiên đối kháng trong truyền thuyết tiên thuật thế nhưng là có thể tiện tay hủy đi một cái giới diện, thượng tiên có thể trưởng khống thế giới thiên địa pháp tắc, trong lúc phất tay có thể hủy thiên diệt địa, cái này sao có thể đối địch a? Vội cái gì, hạ vũ hừ lạnh mấy tiếng nói, tiên vực có thiên quy, không phải nhúng tay hạ giới sự tình. Giống như bị ta chứng thực cái kia tiên vực linh thú xác thực tại giúp giang giật Ta có thể lập tức triệu hoán tiên vực hình sử đại nhân đem hắn cùng giang giật cùng một chỗ diệt sát. chương 2109 cầu, dầm dầm dầm, thiên tề thành bên trong, khắp nơi đều tại chiến hỏa, nhân tộc yêu tộc quân đội xuất động hơn 1.000 vạn, viêm đế thạch đế ngân đế ngụy thiên vương hạng khôi thiên phượng đại đế bọn người xuất động, điên cuồng đối thiên tề thành bên trong mấy trăm vạn minh tộc đổ sát. Sở hữu giới diện đều bị minh tộc chiếm cứ, bất quá minh đế cũng không bố trí quá nhiều minh tộc quân đội, cũng không có chuyển di minh tộc con dân, chỉ là điều tập mấy trăm vạn minh tộc quân đội chấn thủ, bên trong chỉ có mấy cái phổ thông minh vương dẫn đội. Bên này xuất động nhiều như vậy phong đế cấp, quân đội vẫn là minh tộc mấy lần, chiến đấu kết quả không cần nói cũng biết, nhẹ nhõm nghiền ép, minh tộc đều không có lực đánh một trận. Vẹn vẹn ba canh giờ chiến đấu tự triệt để kết thúc, phương viên ngàn vạn dặm không có một cái nào minh tộc, giang giật vung tay lên lấy ra thiên đình đem tất cả mọi người truyền tống vào đi. Giang giật, nơi này chính là thiên tể giới. Vừa rồi tại chiến đấu viêm đế bọn người không tiện hỏi nhiều, giờ phút này chiến đấu kết thúc viêm đế nhịn không được, tới dò hỏi. Ngụy Thiên Vương bọn người nhao nhao bay tới, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua Giang Giật. Không sai, nơi này chính là thiên tể giới. Giang Giật cũng không có dấu diếm ý tứ, cười nhạt một tiếng nói, rất nhiều người đều tới qua thiên tể thành, đối thiên tể thành từng có hiểu rõ, muốn giấu diếm là không gạt được. Quả nhiên, viêm đế thạch đế ngân đế bọn người liếc nhau, toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Lần trước ra thiên tượng giới tất cả mọi người đã rất kinh nghi, bất quá giang giật cũng không có cho bọn hắn hỏi thăm cơ hội. Theo thiên tượng giới rời đi về sau, bọn hắn nhớ rõ phi thường tinh tường, chỉ là qua hơn 10 ngày, giang giật lần nữa đem bọn hắn phóng xuất, lại đến thiên tể giới. Thiên tượng giới một cái tại phương Nam, một cái tại phương Bắc, cái này cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn lý, ở giữa còn có một cái thiên tiên giới đâu. Không nói bọn hắn, coi như cửu dương thiên đế tái sinh, đều không thể tại ngắn như vậy thời gian vượt ngang hư không nam bắc a giang giật cũng không có giải thích dự định hắn khoát tay áo nói toàn bộ đi vào đi những sự tình này quay đầu tại cùng các ngươi giải thích tùy thời chuẩn bị chiến đấu lần này có thể sẽ tại vài ngày sau tổ khai chiến lại là quay đầu viêm đế nói thầm một câu giang giật đã nói rất nhiều lần quay đầu giải thích nhưng hắn căn bản cũng không có giải thích ý tứ bất quá mọi người xem giang giật ánh mắt trở nên khác biệt có thể có được thần thông như thế có thể tại ức vạn minh tộc bên trong tới lui tự nhiên, có thể làm cho minh đế đều thúc thủ vô sách. Mặc kệ giang giật là thế nào làm được, chỉ ít mọi người thấy hy vọng, cho giang giật dạng này tiếp tục đổ sát xuống dưới, minh tộc liền là lại nhiều binh lực cũng có thể đổ sát sạch sẽ. Đi, các loại chờ tất cả mọi người thu nhập thiên đình về sau, giang giật phi thân mà lên ra thiên tể giới, sau đó lấy ra thiên đình về phía tây bên cạnh bay đi, thoạt nhìn như là muốn đi thiên ma giới. Hư không bên ngoài có rất nhiều trinh sát ẩn núp, quy củ cũ, Giang giật phi hành mấy canh giờ sau, triệu tập ngàn vạn đại quân đem toàn bộ trinh sát quét ngang. Hắn lại không hiểu thấu mất tích, để phụ cận trinh sát căn bản dò xét không đến. Phổ thông trinh sát không cách nào dò xét, cái này rất dễ dàng làm được, có thể làm cho bạch bức tộc đều không cảm ứng được, chỉ có một loại biện pháp, liền là từ nơi này thế giới biến mất. Không sai, Giang giật phía trước hai lần đều là trực tiếp tiến vào thế giới của mình bên trong, hắn một khi tiến vào thế giới của mình, tự liền thân là hồn nô thiên phượng đại đế đều không thể cảm ứng được khí thức của hắn, thử hỏi bạch bức tộc làm sao cảm ứng đâu. Giang giật tiến vào thế giới của mình về sau, đem thông đạo đóng lại, hai thế giới triệt để đã mất đi liên hệ, đừng nói trinh sát, coi như minh đế đích thân đến đều không dùng. Còn như Giang giật làm sao nhanh như vậy theo thiên tượng giới chạy tới thiên tề giới, cái này kỳ thật cùng Giang giật thế giới có rất lớn quan hệ. Trong khoảng thời gian này Giang giật một mực tại khai quật dò xét thế giới của mình, hắn đạt được một loại phi thường thần kỳ thần thông. Đây không phải tiên thuật, không phải mạnh nanh truyền thụ cho hắn, mà là chính hắn suy nghĩ ra được. Hồng mông thế giới là một cái thế giới, thế giới của hắn là một thế giới khác, hai thế giới không có giao tập, không có bất cứ liên hệ nào, duy nhất gặp nhau ngay tại ở Giang Giật. Giang Giật là liên tiếp hai thế giới duy nhất hạch tâm, Giang Giật đang nghiên cứu thế giới của mình một đoạn thời gian rất dài về sau, hắn phát hiện chính mình tùy ý có thể tại bất luận cái gì địa phương mở ra một cái thông đạo, liên tiếp hồng mông giới bất kỳ chỗ nào. Điều kiện tiên quyết là nơi này hắn phải đi qua, nhất định phải có khí thức của hắn, hắn nhất định phải có thể cảm ứng được. Giang giật đi qua địa phương nhiều lắm, toàn bộ hồng mông thế giới rất nhiều nơi đều đi qua một lần. Sở dĩ hắn có thể tại thế giới của mình bên trong, đi cảm ứng hắn đi qua địa phương, sau đó mở ra một cái thông đạo liên tiếp liên tiếp địa điểm kia. Hai thế giới vốn là song song tồn tại, không hề có quen biết gì, giang giật liền là ở giữa tòa kia cầu giang giật có thể đem cầu xây ở sông thượng du cũng có thể xây ở bên trong biêu hoặc là hạ du chỉ cần hắn có thể tại hồng mông trong thế giới cảm ứng được chính mình đi qua địa phương liền có thể tùy ý dựng một cây cầu sở hữu giang giật kỳ thật vì thời có thể trở lại thiên hồng giới tùy thời có thể đi thiên cô giới tùy thời có thể đi độc ma tử địa sở dĩ mỗi lần đều ẩn núp mười mấy ngày mới hiện thân đây là hắn tránh cho quá mức kinh thế hãi tục hắn cố ý ở bên trong đợi một thời gian ngắn dạng này minh đế mặc dù có hoài nghi nhưng bất quá quá khiếp sợ cũng sẽ không đem viêm đế ngụy thiên vương bọn hắn dọa cho chết giờ phút này hắn lại về tới thế giới của mình hắn không có đi giang giới mà là đứng tại hư không bên trong nhìn phía xa từng cái hỗn độn đứng lẳng lặng suy tư viêm đế bọn người tại thiên đình bên trong thiên đình bị hắn thu nhập thiên châu bên trong hắn không có đem bất luận kẻ nào mang đến giang giới thậm chí hắn mỗi lần xuất hiện địa phương rời đi giang giới đều rất xa bởi vì Mạnh Nanh tại thiên đình bên trong, hắn không muốn để cho Mạnh Nanh được biết quá nhiều chuyện, thiên đình bên trong cấm chế hắn còn mở ra đến tối cường, Mạnh Nanh giống như thần thức cưỡng ép dò xét, hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Mạnh Nanh một mực tại bế quan, ngược lại là không có quản giang giật sự tình. Lần thứ nhất tiến vào thế giới này Mạnh Nanh thần thức dò xét một phen, cũng không có quá lớn thu hoạch, giang giật không giải thích nó cũng không có hỏi nhiều. Sừng sướng ở trong hư không, bốn phía an tĩnh đáng sợ, Giang giật nhắm mắt cảm ứng đến toàn bộ thế giới, cảm ứng đến thế giới này đang thong thả trưởng thành. Tất cả hỗn độn đều đang chậm rãi diễn hóa, khuếch trương, tựa như từng khỏa mầm non từng bước lớn lên. Hô, đứng năm ngày sau đó, Giang giật mở mắt có chút thở ra một hơi. Thế giới này thành hình đã có mấy tháng, nhưng hắn ngoại trừ cảm mộ một loại có thể tùy ý trong hư không vượt qua năng lực bên ngoài, cũng không có nắm giữ còn lại năng lực. Sở dĩ, hắn vẫn như cũ không có cách nào đối phó minh đế, thậm chí hắn cũng không dám cùng minh đế đối mặt, hắn không có hỗn độn chi khí bảo hộ, minh đế có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Cần phải đi, thời gian trôi qua năm ngày, Giang giật cảm giác không sai biệt lắm, lần này tự cho minh đế một thang mãnh dược đi. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu thông qua thế giới của mình, đi cảm ứng hồng mông trong thế giới khí tức, một nén nhang sau ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Khai, hắn xuất hiện trong hư không một cái khu vực biên giới quát khẽ một tiếng, một đạo thông đạo vụt xuất hiện. Giang giật đi theo thông đạo một đường tiến lên, phía trước rất mau ra hiện một cái điểm sáng nhỏ, điểm sáng nhanh chóng biến lớn, xuất hiện một cái lối đi. Hưu, Giang giật theo trong thông đạo thoáng hiện mà ra, thiên đình trước tiên xuất hiện, hắn thân thể truyền tống đi vào, thần thức nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Hưu hưu hưu, nơi này là một thành trì, một cái lớn vô cùng thành trì, bên trong minh tộc rất nhiều, ít nhất có ngàn vạn nhiều, hơn nữa còn có một cái phong đế cấp minh vương. Thiên cô thành, Giang giật liếc nhìn một chút nhếch miệng cười sợ là đánh chết minh đế đều không tin tưởng hắn có thể tại mấy ngày có thể theo thiên tề giới đuổi tới thiên cô giới a phượng tử toàn thể xuất chiến cho ta san bằng phía dưới thành trì cùng đại quân ta yêu cầu hai canh giờ bên trong nhất định phải đem phương viên trăm vạn lý minh tộc toàn bộ xử lý thiên đình quang mang lấp lánh không ngớt thiên phượng đại đế thần nghe đại đế viêm đế thạch đế ngân đế bọn người thoáng hiện mà ra các vị đại đế như sau sơn mãnh hổ hướng phía dưới phong đế cấp minh vương phóng đi thiên phượng đại đế một chiêu liền đem trong thành chỉ mấy cái minh thần đại trận toàn bộ hủy đi, triệt để đoạn tuyệt nơi này minh tộc thoát đi, bên ngoài minh tộc truyền tống tới hy vọng. chương 2110, Thông Thiên Thần Trận, Giang giật ra thiên cô giới làm sao có thể, tin tức truyền đến thiên vũ giới, hạ vũ cùng minh cổ cuồng đế bọn người toàn bộ hổ khu chấn động. Năm ngày thời gian Giang giật theo thiên tề giới đi thiên cô giới, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên liền là hoang đường. Đưa tin, lập tức xác định tin tức chân thực tính hạ vũ hạ lệnh, giống như giang giật thật ra thiên cô giới, kia giang giật nắm giữ tiên thuật đã không thể nghi ngờ, hồng mông trong thế giới người không có khả năng có được như thế nghịch thiên thần thông. Tin tức tại sau nửa canh giờ bị xác định, giang giật hoàn toàn chính xác tại thiên cô giới trắng trận đồ sát, thiên cô thành bên trong minh thần đại trận bị hủy diệt. Hồi minh giới, hạ vũ ngồi không yên, còn lại giới diện không quan trọng, nhưng minh giới lại là minh tộc căn bản. Thiên cô giới tại minh giới phụ cận, giống như giang giật mang theo đại quân giết vào minh giới, đem minh nguyên cho hủy đi minh tộc đem nguyên khí đại thương mấy trăm năm đều không thể khôi phục lại lần này hạ vũ tự mình mang theo mấy cái phong đế cấp minh vương đi để minh cổ tại thiên vũ giới tỏa chấn khống chế đại quân liên tục không ngừng truyền tống về minh giới hạ vũ không có bất kỳ biện pháp nào đối phó giang giật chỉ có thể chết trước thủ minh giới nhìn xem giang giật phải trang dám tiến đánh minh giới nhanh 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 minh cổ lòng nóng như lửa đốt tổ chức đại quân nhanh chóng truyền tống minh giới là minh tộc đại bản doanh sở hữu giới diện bọn hắn đều có thể từ bỏ, duy chỉ có minh giới không thể từ bỏ. Minh giới có rất nhiều minh nguyên, có vô số hoàng tộc con em, có rất nhiều tốn hao rất nhiều năm mới tu kiến minh ma chu thần đại trận, có đếm không hết tu luyện bí cảnh, kia là minh tộc cái A. Đáng tiếc lần này tổ chức minh tộc đại quân nhiều lắm, dòng dã ba bốn ức, bằng vào mấy cái minh thần đại trận liên tục truyền tống ít nhất phải 8-9 ngày thời gian, đại quân không đi, minh cổ làm sao dám đi. Bên kia hạ vũ về tới minh giới, Lập tức điều tập vô số quân đội trinh sát hướng thiên cô giới bay đi, dò xét giang giật hành tung. Toàn bộ minh giới bên ngoài đều là trinh sát, giang giật như nghĩ thần không biết quỷ không hay tiến vào minh giới, kia là căn bản không thể nào. Đương nhiên, giờ phút này hạ vũ đối với giang giật là triệt để xem không hiểu, thiên tề giới đến thiên cô giới chỉ phí phí hết 5 ngày thời gian, nếu như nói giang giật sau một khắc ra minh đế thành, hạ vũ khẳng định cũng sẽ không quá chân kinh. Giang giật cái này thần thông đã không thể dùng lẽ thường giải thích chỉ có thể quy công cho tiên thuật. Hai ngày sau đó, trinh sát hồi báo tin tức, thiên cô thành bị san thành bình địa, bên trong đóng giữ 10 triệu minh tộc toàn bộ bị tàn sát, không ai sống sót. Giang giật, lại mất tích, phương viên ức vạn lý, bạch bức tộc đều không thể phát hiện thân ảnh của hắn. Minh cưỡi, hạ vũ ngồi không yên, triệu tập một cái minh vương tiến đến, sau đó đưa cho hắn một cái danh sách, để hắn lập tức thu thập trên danh sách vật liệu. A, à, Minh cưỡi tại thập đại minh vương bên trong xếp hạng đệ tứ, nếu không phải minh cổ không tại cũng không tới phiên hắn hắn liếc mấy cái phát hiện một chút vật liệu đều chưa từng nghe thấy có chút kinh nghi mà hỏi đế tôn ngài tìm những tài liệu này làm gì rất nhiều vật liệu thuộc hạ cũng không từng nghe qua mời đế tôn để điểm đi cái nào tìm kiếm nói nhảm nhiều như vậy làm gì hạ vỗ đôi mắt lạnh lẽo khiển trách cho ngươi đi tìm liền đi tìm minh giới tìm không thấy liền đi phụ cận bí cảnh tìm bí cảnh tìm không thấy liền đi còn lại giới diện tìm nhiệm vụ này giao cho ngươi cần phải trong vòng một tháng tìm tới những tài liệu này nếu không người tựu đưa đầu tới gặp đi a à, minh cưới dọa đến toàn thân run lên liền vội vàng không người hành lễ xuống dưới thông thiên thần trận minh cưới xuống dưới về sau hạ vỗ đôi mắt lấp lóe chính mình cũng kinh nghi bất định thì thào vô danh lão quỷ lưu lại cái này thần trận là có hay không có thể thông thiên hừ hừ nếu quả như thật có thể kinh động tiên vực chấp pháp tuần tra sứ hình xử đại nhân giang giật ngươi cùng cái kia dị thú xúc phạm thiên quy cũng chờ chết đi cái này thông thiên thần trận là năm đó vô danh nghiên cứu ra được, bất quá cuối cùng cũng không có thí nghiệm qua. Cửu dương thiên đế biết rõ không cách nào bước ra một bước cuối cùng, coi như kinh động đến thượng tiên cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm tức giận thượng tiên, sở dĩ nghiên cứu ra được không có thí nghiệm qua. Tiên vực thiên quy hạ vũ không hiểu, nhưng tiên vực linh thú tuyệt đối không thể làm nhiễu hạ giới, không thể lẫn vào hạ giới phân tranh. Cái này tiên thú mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng tự tiện truyền thụ tiên thuật cho giang giật, bản thân cái này liền là phá vỡ cân bằng, phá hủy quy tắc, tại hạ vũ xem ra tuyệt đối là xúc phạm thiên quy. Cuồng đế, hạ vũ đợi một chút, lần nữa hạ lệnh, ngươi để cho người ta đưa tin cho Minh Đồng, để hắn đem thiên hồng giới đánh xuống, nghĩ biện pháp kiến tạo liên tiếp thất giới truyền tống trận, công chiếm thất giới. Bất quá tin tức này nhất định muốn ẩn nấp, công chiếm thiên hồng giới lúc trước tiên đem thiên hồng giới ngoại trinh sát toàn bộ thanh tẩy. Rõ, cuồng đế xuống dưới đưa tin, hạ vũ ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Giang giật chu diệt hơn một nghìn vạn minh tộc đại quân, nàng cũng không thèm để ý, cũng không có cảm giác rất phẫn nộ. Ngược lại cái kia tiên vực tiên thú truyền thụ tiên thuật cho giang giật, cái này khiến nàng giận dữ không thôi. Tiên vực kia là trí cao chi địa, bên trong ở là cao cao tại thượng thượng tiên, là nhảy ra tam giới, thoát ly ngũ hành, siêu việt sinh tử luân hồi người. Đã bọn hắn đều bất tử bất diệt, khám phá hết thảy, còn tới nhúng tay hạ giới sự tình, bản thân cái này liền là vi phạm với quy tắc bất kỳ một cái nào tiên nhân tùy ý nhúng tay, đều có thể dẫn đến hồng mông thế giới thế lực cách cục cải biến. Như vậy cũng tốt so đàn sói cùng bầy hổ tại tranh đoạt một dãy núi bá quyền, lúc này đột nhiên có một đầu cự long xuất hiện trợ giúp đàn sói, chèn ép bầy hổ, thử hỏi bầy hổ làm sao có thể bất bại làm sao có thể không giận. Giang giật hoành độ hư không thần thông, quá mức mơ hồ, để hạ vũ sợ hãi thật sâu. Nàng mưu đồ hồng mông thế giới đã dòng dã mấy vạn năm, mắt thấy muốn thành công để minh tộc chúa tể thế giới này, thế mà xuất hiện một cái tiên thú, người để nàng sao có thể cam tâm. Hạ vũ chỉ có thể tử thủ minh giới, đồng thời nghĩ biện pháp kiến tạo thông thiên thần trận, mặt khác tiến đánh thất giới, cưỡng ép giang giật. Nàng căn bản là không có cách tìm tới giang giật, chớ nói chi là đánh chết. Lần nữa qua ba ngày, trinh sát nhiều lần hồi báo cũng không có phát hiện giang giật bất luận cái gì bóng dáng, hạ vũ có chút nghĩ không thông. Nàng ngồi tại hắc kim vương tỏa phía trên, thì thào, giang giật đã tới thiên cô giới, vì sao không công kích minh giới hắn đến cùng đi đâu hắn đến cùng muốn làm gì không tốt. Hạ vũ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, giang giật lần này rất có thể là dương đông kích tây, mục tiêu là thiên vũ giới bên trong quân đội, hắn muốn chia phê an minh tộc đại quân. Trước đó hạ vũ một mực không có nghĩ tới phương diện này, là bởi vì thiên vũ giới khoảng cách bên này rất xa, không cưỡi truyền tống trận không có nửa tháng là không cách nào đã tới. Nàng mới tỉnh ngộ tới, giang giật năm thiên đều có thể theo thiên tề giới đuổi tới thiên cô giới, năm ngày theo thiên cô giới tiến đến thiên vũ giới lại có khó khăn gì? Cuồng đế, hạ vũ thình lình đứng dậy hỏi, thiên vũ giới bên kia minh tộc rút về đến bao nhiêu? Cuồng đế nghĩ nghĩ trả lời, có 200 triệu đi, bên kia hẳn là còn lại hơn một ức. Nguy rồi, hạ vũ lập tức gầm thét, nhanh đưa tin cho minh cổ, để hắn mang theo tất cả minh vương cùng cao cấp minh tướng đi đầu rút lui, còn lại cấp thấp quân đội minh tộc không cần để ý. Hưu, cuồng đế bị loại hạ ma loại, chẳng khác gì là hạ vũ hồn nô, Hạ Vũ mệnh lệnh không có nửa điểm chất vấn. Hắn lập tức bay đi, nhưng chỉ là sau một nén hương hắn lại trở về, bất quá một mặt bối rối. Đế tôn, cuồng đế còn không có vào đây, ở bên ngoài tiểu quát khẽ, xảy ra chuyện, thiên vũ giới minh thần đại trận bị hủy diệt, giang giật rất có thể đi thiên vũ giới.